Hello, xin chào tất cả các anh chị em và những người bạn của Linh. Xin chào top 5% dân số nhanh nhất hành tinh cập nhật thông tin về Skyway, một tập đoàn công nghệ giao thông vận tải thông minh đột phá 4.0 và hiện đang xây dựng trên quy mô toàn cầu. Đây là chương trình live stream lúc 20:30 hàng ngày của Linh để cập nhật cho tất cả các anh chị em những thông tin nhanh nhất, mới nhất liên quan đến tiến trình phát triển của tập đoàn Skyway. Đầu tiên thì cho Linh gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em bởi vì anh chị em đã là người chọn mặt người vàng và cập nhật thông tin qua livestream của Linh. Có một số lý do mà anh chị em nên xem live của Linh thì như sau. Thứ nhất, Linh là một cổ đông của tập đoàn Skyway. Chính vì thế Linh biết được đâu là nguồn thông tin chuẩn để gửi đến anh chị em. Lý do thứ hai, Linh là người đã trực tiếp sang công viên chuyển giao công nghệ của Skyway ở tại UAE. Nên là Linh biết được ở bên đấy có thực sự đang xây dựng hay không và sự thay đổi diễn ra như thế nào. Lý do thứ ba thì là những thông tin mà Linh cập nhật cho anh chị em là những thông tin nhanh nhất, mới nhất và mang tính chất thời sự. Bởi vì cứ sau một ngày thì Linh sẽ tổng kết lại thông tin và gửi đến anh chị em nhé. Xuyên suốt nội dung livestream của Linh thì Linh có một câu slogan, đó là Linh không vẽ một tương lai màu hồng mà Linh chỉ cho anh chị thấy thực tế. Tức là bất cứ một thông tin nào mà Linh nói ra thì đều đã được trích dẫn Linh chuẩn nguồn và đều đã được kiểm duyệt nhé anh chị em nhé. Ok, xin chào anh chị em vào rất là nhanh. Xin chào Nhật Hoàng, xin chào anh Nguyễn Ngọc Bình, hello anh Nguyễn Ngọc Bình, xin chào anh Thái Nhân, anh Quang Minh Vũ. Và ngày hôm nay, chị Hoa Ưu Đàm, ngày hôm nay thì là Linh rất là vui khi mà Linh mời được một khách mời lên đây để chúng ta cùng hỏi xoáy đáp xoay về Skyway của chúng ta, đúng không ạ? Và như anh chị em biết rằng vị khách mời mà rất là VIP, đúng không ạ? VIP rất là VIP, đúng không ạ? Trong những cái livestream của Linh thì anh chị em cũng khá là quen thuộc với một tên tuổi nổi tiếng này rồi. Đó chính là anh Nguyễn Ngọc Bình, triệu phú đô la Skyway nhà đầy A4, đúng không ạ? Thì ok, ngày hôm nay thì anh chị em hãy dành thật nhiều câu hỏi hóc búa cho vị khách mời của Linh nhé. Bởi vì riêng bản thân Linh thôi thì là Linh chưa đủ thách thức anh ấy, nên là bây giờ là Linh hy vọng cái sự hợp tác của tất cả anh chị em cổ đông là hãy đặt những câu hỏi thực sự hóc búa cho khách mời của Linh. Và bây giờ thì là Linh sẽ ngay lập tức mời lên đây vị khách mời vô cùng VIP của chúng ta. Đang xem rồi anh chị em. Hello anh Ngọc, anh Phạm Độ. Chào tất cả anh em. Đang chờ anh Nguyễn Ngọc Bình. Chào anh Tâm Đặng nhé. Nào anh Bình đâu rồi? Anh Bình nhanh lên anh Bình. Anh Bình Gôn. À, đây rồi. Em xin chào anh Bình. Hello em. Dạ. Cảm ơn anh, đầu tiên thì cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia livestream của em. Em cùng các cổ đông thì rất là vui, rất là hào hứng bởi vì sẽ có một cái buổi livestream mà chất lượng đối với anh và đồng thời là có cơ hội đặt ra những câu hỏi mà các cổ đông đã thắc mắc từ rất là lâu. Vâng, chào mừng anh tham gia chương trình đặc biệt của chúng ta và xin anh một vài phút để giới thiệu về chính bản thân mình ạ. Ok, xin cảm ơn em. Trước tiên là rất cảm ơn em Gia Linh. Hôm nay thì lại là một buổi tối thứ sáu, rất là đẹp trời, thì mình đột xuất để nhận lời mời của em Vũ Gia Linh, một trong những khách mời live thường xuyên với Bình, cũng rất là VIP ạ. Qua những câu chuyện của Bình và em Gia Linh thì các bạn sẽ biết được những câu chuyện về Skyway và những cái thông tin rất là chuẩn nguồn được anh em chúng mình cung cấp. Và điều quan trọng hơn là cái tình yêu lớn nhất đối với Skyway là mình và em Gia Linh thì đều có rất là nhiều, dành nhiều thời gian và toàn tâm toàn sức với công nghệ giao thông Skyway. Vâng, thì chắc là quý vị và các bạn cũng đã rất là quen thuộc với gương mặt của Bình rồi. Thì Bình cũng xin giới thiệu lại một chút nữa là Bình họ tên đầy đủ thì vẫn là Nguyễn Ngọc Bình thôi, cũng chưa thay đổi đến giờ phút này. Mà có một cái điều thay đổi một chút thì không hiểu là các bạn có nhận thấy cái điều gì thay đổi Bình không ạ? Nếu các bạn mà nhận thấy một cái sự khác biệt gì ở Bình thì các bạn có thể comment giúp Bình để chứng tỏ là các bạn đang rất là quan tâm và yêu mến Bình. Đó. Và có một cái gì thay đổi thì chắc hẳn là các bạn cũng biết, đúng không ạ? Vâng, thì mình xin gửi lời chào tất cả những quý cô chú anh chị và các bạn đã thường xuyên ủng hộ Bình và em Gia Linh trong những buổi livestream rất đông.
và mình đã nhìn thấy những cái lời chào của các bạn ấy rồi. Xin chào em anh Ngọc, xin chào Top Expert Phùng Loan. Vâng, một là Top Expert rất là tuyệt vời đấy ạ. Xin chào em Hoa Ưu Đàm, xin chào chị Huyền Phan, xin chào em Nguyễn Thương. Em Nguyễn Thương là cũng là một trong những cổ đông của tập đoàn giao thông Skyway và rất hâm mộ công nghệ này, và cũng đã có mặt là ở trong livestream này rồi. Vậy thì qua cái sự giới thiệu rất là có cánh của em Gia Linh thì anh nghĩ rằng là hôm nay có một cái câu chuyện chắc là rất là thú vị đây. Và quý vị các bạn nếu mà muốn tham gia vào cái chiếc chiếc ghế nóng hoặc là muốn tham gia vào cái chương trình gọi là hỏi xoáy đáp xoay thì mình đã chuẩn bị sẵn sàng để cho các cái câu hỏi xoáy đáp xoay của các bạn rồi. Các bạn có thể là nghĩ ra cái câu hỏi comment để chúng mình có thể giải đáp quay quanh câu chuyện về Segway được không ạ? Ok, rất là cảm ơn em. Và các bạn biết rằng là qua livestream của em Gia Linh và Ngọc Bình thì chắc chắn quý vị các bạn sẽ đón nhận những thông tin chuẩn nguồn nhất, và đương nhiên là chúng ta sẽ không vẽ cho nhau một tương lai màu hồng mà chúng ta chỉ nói thực tế. Đấy là câu slogan của em Gia Linh và hôm nay mình vừa nói lại đúng không ạ? Xin chào. Chị Huyền Phan, chị ấy bảo là mái tóc đẹp thì tức là ngay cái lúc đầu mà anh Bình ấy tham gia ấy là anh ấy đã đặt ra một cái câu hỏi mà rất là xoáy rồi, là gì nhỉ, các bạn có nhìn thấy tôi có cái sự thay đổi gì mới không, các bạn có nhìn thấy tôi có cái sự thay đổi gì mới không. Thế là mọi người bảo là, thế là mọi người quan sát, thế là mọi người thấy mái tóc đẹp. Em thì cũng thấy mái tóc đẹp thật, chưa kịp khen nhưng mà anh ấy đã vuốt tóc rồi. Mái quan tóc rất trọng là màu đẹp màu thật. vàng quan trọng màu vàng là hoàng đấy, nhuộm màu vàng, À, màu vàng ấy. ok màu vàng Thế đấy em à? ạ. Đấy, với các cổ đông sờ quay thì Tôi càng ngày tưởng càng màu vuông. thấy, các cổ đông sờ quay em thấy càng ngày càng trẻ ra, nó lại vậy rất là À, hay. đúng rồi, Vì càng ngày càng trẻ ra. chúng ta không phải như là đầu tư vào cái sân sàn mà chúng ta luôn luôn là kê cao gối ngủ, vì vậy là ngủ ngon này, buổi tối ngủ ngon này, và luôn luôn tự tin vào khoản đầu tư của mình nên là cứ nó ra cái tướng của mình nó đẹp lên thôi. Đấy, các bạn thấy vậy không Anh Thái Nhân anh bảo là mới có quả đầu kiểu Hàn Quốc hay. ạ? Ok, Ok. có một cái tin tức khá là vui cho anh chị em là trong thời gian từ bây giờ cho đến về sau thì Linh và anh Bình sẽ cùng nhau kết hợp vào buổi tối thứ sáu hàng tuần để trả lời những câu hỏi xoáy đáp xoay của tất cả anh chị em liên quan đến Skyway, tất cả những câu hỏi mà anh chị em thắc mắc và chưa có câu trả lời thì là có thể gửi thư về hòm thư riêng, inbox riêng cho anh Nguyễn Ngọc Bình hoặc cho Nguyễn Gia Linh, để cho hai anh em là đến thứ sáu hàng tuần thì sẽ trả lời anh chị em những câu hỏi hóc búa. Còn những câu hỏi mà nó mang tính chất thời sự và gấp gáp ấy, thì anh chị em có thể hỏi luôn. Còn những cái mà nó mang tính chất lâu dài thì Linh và anh mình sẽ tổng kết, và đến buổi ngày hôm thứ sáu hàng tuần thì là sẽ livestream và trả lời tất cả những câu hỏi đấy, đồng thời là trả lời những câu hỏi của anh chị em khi mà anh chị em comment. Bởi vì khi mà anh chị em bình luận ở đây thì đôi khi là có những cái bình luận mà Linh và anh mình không nhìn thấy được. Nó lướt qua và không nhìn thấy được nên là đôi khi là không kịp trả lời các bạn. Thì anh chị em cổ đông là có thể là gửi gửi câu hỏi đến cho Linh và anh Bình thì Linh và anh Bình sẽ tập kết lại, và câu hỏi là khó thì Linh sẽ dành cho anh Bình. Anh Bình trả lời nên anh chị em yên tâm. Nếu không phải lo. Ok, thế thì hôm nay rất là vui mừng khi anh Bình là khách mời trong livestream của Linh. Và hiện tại thì như em thấy là cái tình hình kinh tế chung ấy, cái tình hình kinh tế chung của chúng ta trong cái đợt dịch Covid lần này thì có vẻ như là chúng ta đang có rất là nhiều những cái sự biến động. Có rất là nhiều những cái sự biến động liên quan đến nền kinh tế, ảnh hưởng rất là nhiều đến việc làm của tất cả anh chị em đúng không ạ? Tuy nhiên thì đây không hoàn toàn là cái tình hình mà của tất cả mọi người. Nó là chung nhưng không phải là tất cả. Và vẫn có rất là nhiều người họ kiếm rất là nhiều tiền trong cái mùa đại dịch này đúng không ạ? Thế thì anh Bình có thể giúp em trả lời câu hỏi là trong cái tình hình đại dịch này thì mình nên lựa chọn cái công việc nào để mình giống như cái mình kịp xoay chuyển tình thế đấy. Mình kịp xoay chuyển tình thế ở trong cái nền kinh tế biến thiên này.
Thì theo anh là chúng ta nên làm cách nào để gia tăng thu nhập, nên làm cách nào để có một cái công việc ok? Vâng, anh có thể bắt đầu luôn. Hơi đứng hình một chút. Ừ. Các bạn thấy không ạ? Cũng không chỉ riêng Ngọc Bình đâu, mà em Gia Linh thì cũng nhiều khi cũng cho quý vị các bạn những cái câu hỏi rất là bất ngờ đấy ạ. Rất là khó chứ không đơn giản đâu. Nên chúng ta là càng theo dõi livestream của anh em chúng mình thì các bạn sẽ khám phá được nhiều điều bất ngờ hơn. Đấy, mà những cái bất ngờ đó toàn về phía cuối của livestream. Nếu các bạn yêu thích livestream của mình và Gia Linh thì các bạn có thể chia sẻ giúp hai anh em chúng mình lên trang cá nhân hoặc là group, và có thể tắt thêm các nhà đầu tư vào livestream này để chúng ta cùng nhau đến với câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, thì quý vị và các bạn đã biết rồi thì chúng ta thấy tình hình dịch bệnh ấy, hiện nay thì dịch Covid ấy, nhìn chung là nói chung diễn biến là cũng tương đối phức tạp. Đó thì đầu tiên thì Ngọc Bình nghĩ rằng là trong cái thời gian này thì trước tiên chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn sức khỏe đã. Có điều gì đó thì chúng ta phải giữ gìn sức khỏe, thì việc gì chúng ta mới làm được. Điều đầu tiên các bạn hãy giữ gìn sức khỏe và cùng chung tay với cộng đồng làm sao mà thực hiện những cái yêu cầu của Bộ Y tế thường xuyên nhắc đấy, 5K đấy ạ, các bạn biết 5K rồi đấy ạ, thì chung tay với cộng đồng để sao Không, đẩy em lùi. đã biết đâu. Không biết 5K, Chưa. ok, Chưa 5K thì không. thứ nhất là K thứ nhất đó là khoảng cách đúng không ạ, các bạn phải giữ khoảng cách đó. K thứ hai là khử khuẩn, thứ ba cái K thứ ba là khẩu trang, và cái K thứ tư là không tụ tập đông người. Còn một cái ca cuối cùng thì hiện giờ anh cũng chưa nhớ ra lắm. Không biết là ca cuối cùng là gì. Mới 4K. Vâng, nếu các bạn nhớ hộ Bình cái ca cuối cùng là cái gì thì các bạn có thể comment giúp Bình được không ạ? Bình mới nhớ được là 4 cái ca là không tụ tập đông người này, khẩu trang này, khoảng cách này và cái gì đó đấy. Thì các bạn có thể comment giúp Bình là hãy cùng nhau thực hiện 5K. Vâng, thế thì chúng ta hãy giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này. Nhưng tuy nhiên thì các bạn thấy một cái khía cạnh khác của đời sống. À, kinh tế thì chúng ta thấy là trong dịch bệnh thì có những cái khó khăn nó phát sinh, nó nảy sinh nhiều khó khăn, và có những cái một cái lần mình cũng livestream gần đây nhất thì mình cũng chia sẻ với quý vị các bạn cái câu chuyện là trong cái dịch bệnh chúng ta thấy nền kinh tế thì đang có cái chiều hướng là ở về thế giới đấy, chúng ta thấy là nó ảnh hưởng rất là lớn, nó suy thoái kinh tế, và Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng rất là lớn thôi, đó là tình hình chung. Nhưng mà trong cái điều kiện kinh tế đó thì chúng ta lại nhìn thấy một cái khía cạnh khác. Người ta nhìn thấy rằng là trong cái rủi thì bao giờ có cái may. Đó. Thì hai mặt của một vấn đề mà. Khi dịch bệnh xảy ra thì chúng ta nhìn lại về chính bản thân chúng ta. Chúng ta nhìn lại về cách ứng xử của chúng ta với môi trường như thế nào. Đấy, thì một cái buổi livestream mình cũng đã phân tích. Và chúng ta nhìn nhận lại được chính cái việc mà chúng ta coi trước kia ấy, cái công việc của chúng ta là à, trước kia tôi coi công việc hàng ngày của chúng ta đấy, làm công ăn lương đấy, hàng tháng lại là công việc ổn định. Như vậy là khi dịch bệnh nó đã xảy ra thì nó chứng minh một điều là không có gì là xung quanh chúng ta là ổn định cả. Các bạn thấy một cái điều là như vậy. Không có gì gọi là 100% là ổn định. Cái những cái tư duy ngày xưa chúng ta nghĩ là làm công ăn lương hàng tháng lĩnh lương, đó là những cái công việc mang lại cho chúng ta thu nhập ổn định. Nhưng dịch bệnh xảy ra thì có những doanh nghiệp rồi phải đóng cửa. À, rồi doanh nghiệp đóng cửa thì đương nhiên là ảnh hưởng đến những người lao động. Người lao động có thể mất việc làm hoặc có thể là giảm thu nhập vì giảm ca, không đủ thời gian để làm việc. Đấy là ảnh hưởng lớn nhất trực tiếp đến người lao động, chân tay là người lao động trực tiếp bị ảnh hưởng lớn nhất. Sau đó là ảnh hưởng đến việc là kinh doanh buôn bán. Những người là tự kinh doanh cho mình đấy, tự làm chủ đấy. Chúng ta thấy là hàng ngày đã kinh doanh buôn bán các mặt hàng rồi mọi vấn đề cạnh tranh rất là khó khăn rồi. Mà dịch bệnh diễn ra thì lại càng phức tạp hơn, thì chúng ta lại càng khó khăn hơn trong việc kinh doanh buôn bán. Khi đó vì chúng ta hạn chế đi ra ngoài, hạn chế tiếp xúc nhiều người, đông người, tập trung đông người ấy, nên là những cái việc mà kinh doanh truyền thống thì chúng ta thấy rất là khó khăn. Các bạn cũng đã, nếu mà ai đã từng rơi vào những cái tình hình mà đã từng kinh doanh rồi ấy, thì trong cái dịch bệnh này các bạn cũng đã cảm nhận được điều đó. Những cái ngành mà chịu ảnh hưởng rất là lớn như là mình cảm nhận thấy là như là đó là những cái ngành về dịch vụ, như là dịch vụ về du lịch đi, các bạn thấy không ạ? Khi mà dịch bệnh xảy ra du lịch rất là thất thu, rồi là đến cả những cái phương tiện vận chuyển như là phương tiện máy bay, các bạn thấy cũng phải nhiều cái phương thức là giảm giá, rồi là các cái lễ hội cũng không thể tổ chức được, thì nó kéo theo rất là nhiều vấn đề. Và khi đó thì chúng ta thấy rằng là một cái điều thay đổi cái hành vi tiêu dùng của chúng ta trong cái mùa dịch bệnh này thì con người đã thay đổi để nó thích nghi hơn, chúng ta phải thích nghi thôi. Vì cái dịch bệnh là cái điều không ai mong muốn,
nếu nó xảy ra thì con người chúng ta phải sống hòa hợp với nó, hòa hợp với cái dịch bệnh, chúng ta không còn cách nào khác, chống chọi với nó và chúng ta thích nghi với nó. Thì đầu tiên thì chúng ta đã thực hiện đúng các cái quy định để đảm bảo sức khỏe đấy, rồi sau đó là chúng ta thấy là khi chúng ta phải ngồi ở nhà thì nó thay đổi những cái hành vi tiêu dùng của chúng ta. Thay vì chúng ta ví dụ ra cái siêu thị, ra cửa hàng, ra chợ hay là ra những cái cửa hàng bách hóa chúng ta mua sắm hàng hóa, thì con người chúng ta bắt đầu tìm kiếm đến những cái trang mạng thương mại điện tử, chúng ta mua sắm trên đó. Thế thì đương nhiên là chúng ta thấy nó thay đổi hoàn toàn cái hành vi tiêu dùng. Hành vi trước kia chúng ta mua trực tiếp, như này chúng ta có thể mua qua internet, qua những cái trang thương mại điện tử, như là ở Việt Nam mình chúng ta thấy rất là nhiều trang thương mại điện tử mà các bạn cũng có thể đặt hàng trên đó, như là Lazada đúng không ạ, Tiki hay là Shopee đấy. Còn thế giới nổi Đúng tiếng rồi. đúng, thế giới thì nổi tiếng là trang thương mại Amazon, và vừa rồi là bên Trung Quốc lại có một cái trang thương mại mà cũng vừa mới IPO ấy, rất là đình đám, mà người ta ví như là một cái trang thương mại Amazon thứ hai ấy, ở Trung Quốc. Như vậy là hành vi tiêu dùng, hành vi mua sắm chúng ta đã thay đổi. Thế thì ngoài những cái ảnh hưởng đến tác động trực tiếp đến chúng ta, đó là nó làm cho một bộ phận không nhỏ nhé, nhưng một bộ phận không nhỏ là những người mà trước kia nghĩ là lao động có những thu nhập ổn định ấy, thì ngay lúc này nó không ổn định, vì chúng ta đã bị giảm rất là nhiều thu nhập, mất việc làm, đương nhiên là chúng ta không có thu nhập. Và những cái nơi mà kinh doanh mà giảm những ca thì chúng ta cũng bị giảm thu nhập theo. Như vậy để tồn tại trong dịch bệnh này rất là khó khăn, nhưng không phải tất cả là chúng ta không có giải pháp đấy, các bạn thấy không ạ? Trong khó khăn thì con người luôn hướng tới một cái giải pháp, đó là chúng ta có thể là chúng ta chọn một cái ngành nghề mà chúng ta vẫn ngồi nhà nhưng chúng ta vẫn có thể làm được, đó là chúng ta chuyển hướng từ kinh doanh truyền thống, chúng ta lên kinh doanh online. Trong cái thời kỳ 4.0, đó là vạn vật kết nối với nhau bằng internet, thế giới phẳng rồi đúng không ạ? Chúng ta ngồi đây chúng ta có thể nói chuyện với nhau ở trên trang mạng xã hội Facebook này, thì cũng là kết nối qua internet, rồi trí tuệ nhân tạo đưa vào đó. Như vậy chúng ta hãy chuyển hướng từ cái việc mà các bạn đang, thay vì cái thời gian ngồi nhà trong khi mà dịch bệnh các bạn hạn chế ra ngoài ấy, các bạn lướt web này, hay là các bạn lên Facebook này, hay là Zalo, các bạn chỉ lướt tìm kiếm thông tin, nó nói chung là nó cũng phục vụ cho chúng mình thôi, nhưng mà nó không có thu nhập. Thì thay vì những việc đấy thì các bạn nên tìm kiếm cho mình một cái công việc kinh doanh online. Và đặc biệt hơn là cũng có một cái điều mà chứng minh cho chúng ta thấy từ trước kia đến giờ là trải qua rất là nhiều những cái biến cố rồi, thăng trầm trong cái lịch sử rồi, chúng ta thấy chỉ có lĩnh vực đầu tư thì mới thấy là trải qua những cái dịch bệnh như này chúng ta mới thấy là một con đường đúng đắn nhất. Thế thì mình cảm nhận được một điều đó, và đặc biệt các cổ đông của Sequoia chúng ta ấy, tuy là chúng ta là những người đầu tư vào một cái tập đoàn rất là giá trị và lâu dài, chúng ta chưa có thu nhập từ những dòng cổ tức, nhưng tuy nhiên là với những thu nhập của các bạn mà đã cùng, nếu mà các bạn đã am hiểu về tập đoàn, các bạn cùng chí hướng với tập đoàn ấy, thì các bạn có thể là chọn cái chương trình đối tác với tập đoàn. Đấy là điều mình muốn nói trong cái buổi livestream ngày hôm nay, là các bạn có thể là xa xôi ra, rộng ra thì các bạn có thể kinh doanh online từ nhiều các lĩnh vực khác, các bạn có thể chuyển sang lĩnh vực đầu tư, các bạn lựa chọn nhiều những cái lĩnh vực đầu tư khác nhau nó phù hợp với các bạn, nhưng hãy đánh giá các tiêu chí về đầu tư. Và tất cả các tiêu chí về Sequoia thì có những buổi mình và em Gia Linh cũng đã phân tích rất là kỹ rồi, các bạn có thể xem lại những cái buổi livestream đó để đánh giá được Sequoia là một cái cơ hội thực sự tốt cho các bạn để nắm giữ cái cổ phần trong cái thời gian hiện nay, là nó đang còn đang thấp hơn so với mệnh giá gốc. Và một điều tuyệt vời hơn nữa là chúng ta vừa được nắm giữ cổ phần của một tập đoàn về công nghệ giao thông thông minh tiềm năng rất lớn trên thị trường sau này, mà hứa hẹn có thể là chiếm 50% thị phần của giao thông thế giới, mà các bạn có thể là làm những cái chương trình đối tác với Sequoia, thì chúng ta vừa là người nắm giữ cổ phần này, vừa có thu nhập ở đó. Đấy, đấy là một cái hướng đi cho các bạn trong cái mùa dịch này, thì mình nghĩ nó cũng rất là phù hợp thôi. Thì có hai cái điều có lợi như thế này: thứ nhất là tập đoàn có lợi, tập đoàn có lợi là đều có những nguồn vốn đảm bảo để thúc đẩy cái tiến độ phát triển của tập đoàn, cũng là thúc đẩy tiến độ chung của công ty của chính chúng ta. Và cái điều có lợi thứ hai là chúng ta lại được có một cái chương trình đối tác này, chúng ta có những cái thu nhập từ đó, từ những cái đồng thưởng cho chúng ta, bỏ những cái công sức của chúng ta thôi, chúng ta đánh đổi công sức nghiên cứu tìm hiểu, rồi chúng ta chia sẻ cơ hội, thì chúng ta làm thì chắc chắn là chúng ta phải có công sức ở đó rồi. Và từ những cái đồng thưởng nhé, đồng thưởng thì chúng ta có thể là gom thêm cho mình cái cổ phần, đó là chúng ta đang gom thêm cái tài sản sau này đấy. Cái thứ hai là chúng ta có một phần nào đó chúng ta có những cái thu nhập trong cái mùa dịch rất là khó khăn. Đây là một cái điều mình nghĩ là cũng hoàn toàn rất là tốt để cho các bạn. Đây là cũng là một cái hướng để cho các bạn đang là cổ đông của tập đoàn Sequoia nhưng mà chưa xác định cho mình làm đối tác với tập đoàn,
mà đang mới chỉ là nhà đầu tư không thôi, thì các bạn hãy suy nghĩ về vấn đề này. Hãy đằng nào các bạn cũng vậy, các bạn chọn một là các bạn chỉ đầu tư và để đó các bạn chờ thời gian, hai là các bạn cùng song hành với tập đoàn làm chương trình đối tác, các bạn sẽ có những cái thu nhập mà mình tin rằng là các bạn sẽ không phải thất vọng. Đó là những cái chia sẻ của mình như vậy. Đó là cái công việc chúng ta có thể lựa chọn trong những cái mùa dịch này. Đấy là anh theo cái suy nghĩ của anh là như thế. Rồi em thì em thấy như này này, rồi em rất tự tin em bảo vớ được câu hỏi hay rồi, bắt đầu xoáy anh bình. Nhưng mà em cũng thực sự là rất là cảm ơn anh, bởi vì câu trả lời của anh vô cùng đầy đủ và nó thực sự là mang cái tính xác thực và nó rất là sâu, nó rất là thực tế với lại cái đời sống hiện nay của chúng ta. Cái việc mà chúng ta chuyển đổi công việc để mình thích nghi ấy là một điều rất là nên làm. Đấy, ví dụ như là bây giờ thì là trong cái thời đại, trong cái thời điểm đại dịch và mọi người thường là ngồi nhà, thì chúng ta hãy nghĩ ra cách làm thế nào để chúng ta có thể chuyển hướng cái công việc của chúng ta lên trên internet, để chúng ta có thể là tiếp tục triển khai công việc của chúng ta, đúng không ạ? Đấy, để chúng ta vẫn có thể là duy trì và phát triển cái nguồn thu nhập của chúng ta. Thì đây là cái hướng mà Linh nghĩ rằng tất cả chúng ta nên chuyển hướng đến. Bởi vì Linh thấy nhá, là có những cái công việc mà thế anh chị rất là tội, bởi vì dịch một cái là anh chị phải nghỉ làm, và đương nhiên rồi nếu mà nghỉ làm thì chúng ta sẽ ảnh hưởng đến thu nhập rất là lớn, đúng không ạ? Mà ai trong chúng ta thì cũng cần công ăn việc làm hết, đúng không? Đấy, thì chúng ta phải dịch chuyển cái thay đổi cái thói quen cũ, và cập nhật những cái xu hướng mới để chúng ta là theo kịp được cái sự phát triển. Việt Nam của chúng ta thì Linh thấy đại dịch lần này nó cũng khá là hoành hành, khá là kinh khủng đấy, và anh chị em cũng nên 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 ý thức, nhiều về cái xu hướng phát triển của thế giới. Cái xu hướng phát triển của thế giới là nó sẽ online nhiều hơn, kể cả tình hình đại dịch có ổn đi chăng nữa thì những người mà đã quen với online họ sẽ tiếp tục online, chứ họ sẽ không có quay trở lại truyền thống. Nhưng cái online mà nó tạo ra cho họ một cái dòng thu nhập tốt rồi thì online sẽ rất là phát triển, chắc chắn một điều sẽ rất là phát triển, nó đi kèm với lại cái sự phát triển của công nghệ mà. Nhưng anh chị em nên nghĩ đến chuyện là chúng ta sẽ thay đổi cái công việc của chúng ta. Ý Linh là mình sẽ kết hợp, có một cái sự kết hợp hoàn hảo. Chứ Linh không nói với anh chị rằng là bây giờ anh chị phải thay đổi hết đi, bỏ hết truyền thống đi, chuyển sang làm online đi. Đấy, Linh không phải nói thế nhá, mà mình sẽ phải có một cái sự điều chỉnh. Mình cũng phải có một cái sự điều chỉnh. Giống như anh Bình đã nói rất là chi tiết rồi, đúng không ạ? Em Bình đã nói rất là chi tiết cho anh chị em trong cái câu trả lời vừa rồi. Vâng, anh Bình cười lên, anh Bình đừng căng thẳng, còn nhiều câu hỏi anh. Cứ câu hỏi nào khó thì mình dành cho anh Bình. Ok, anh thì rất Chào là anh sắc nhé. sảng thôi. Thì chúng ta thấy rằng là như em Linh nói rất là đúng rồi. Chúng ta không phải là một lúc mà chúng ta chuyển dịch ngay được. Anh nghĩ là vấn đề đó rất là khó, khi mà chúng ta thay đổi một cái điều gì đó không phải là đơn giản. Một sớm một chiều chúng ta thay đổi được, nhưng mà chúng ta chuyển dịch dần. Nếu sau này các bạn thấy một cái công việc online cho các bạn mà đảm bảo cái thu nhập cho các bạn ấy, thì các bạn có thể là có hoàn toàn 100% được dành toàn bộ công sức. Giống như mình hiện nay là cũng dành toàn bộ 100% cho công việc là online thôi. Thì trước kia cũng đã từng kinh doanh truyền thống, mình biết rồi, cũng đã từng thấm và trải những cái việc đó rồi, rất là khó khăn vất vả các bạn ạ. Khi mà chúng ta phải tự kinh doanh ấy, chúng ta vẫn đang làm trong cái góc thứ hai của kim tứ đồ bên tay trái đấy, là người tự kinh doanh nhỏ lẻ đấy, thì khi đó là chúng ta phải quản trị toàn bộ cái rủi ro chúng ta làm, là chúng ta phải tự tính toán rồi mọi vấn đề nó xảy ra trong cái việc kinh doanh chúng ta. Mà cái mặt hàng của chúng ta là lựa chọn mà nó lại không khác biệt, nó không độc đáo so với những người mà người ta đã có kinh nghiệm đi trước. Khi mà chúng ta bước chân đi theo sau, chúng ta không có sự đột phá, không có gì thay đổi, mà không có gì nó khác hẳn ấy, thì chắc chắn là một sự cạnh tranh rất là khó. Đấy là một cách mình đã thấy và mình đã biết rồi, và cũng không thành công trong những lĩnh vực kinh doanh như vậy. Và giờ thì mình chuyển toàn bộ sang online rồi, thì cơ bản là nó cũng cho mình những cái thu nhập nó cũng là rất là ok. Nên là các bạn ngay từ đầu các bạn chưa quen công việc online thì các bạn có thể là chuyển dần dần như em Gia Linh nói, là từ từ đã chuyển sang. Và khi các bạn đã quen rồi, các bạn thấy nó tốt rồi, thì các bạn có thể là dành 100% với cái công việc mà mình đang làm.
Và đấy thì mình cũng nhắc như là cái công việc với Sway chúng ta có cái cơ hội như vậy. Chúng ta đi cùng với tập đoàn, làm đối tác với tập đoàn, không phải là chỉ một chốc một lát là chúng ta hết cái công việc chúng ta làm đâu. Các bạn biết là tập đoàn chúng ta mới là cái sự khởi đầu cho cả một ngành về giao thông vận tải. Và trong một cái hệ sinh thái của tập đoàn Sway có nhiều các cái dự án khác nhau, nên chúng ta làm đối tác với tập đoàn bây giờ chúng ta mới chỉ là những cái bước khởi điểm mà thôi. Nên chúng ta hãy cố gắng, chúng ta làm sớm thì chúng ta xây dựng cái nền móng tốt nhất ngay từ bây giờ, và sau này chúng ta chỉ thấy là chúng ta phát triển thôi. Và giống như một cái ngôi nhà chúng ta xây dựng thì cái nền móng là cái phần nó chiếm rất là nhiều thời gian và cái công sức lớn nhất. Đúng không? Mà nó khi mà nó chắc chắn rồi thì chúng ta lên tầng, chúng ta gọi là trồng phần thô đấy ạ, xong rồi đến phần hoàn thiện thì nó cũng nhanh thôi. Như phần móng phải chắc chắn và đảm bảo thì khi chúng ta có thể trồng lên đó vài tầng, vài chục tầng nó là điều hiển nhiên. Và bây giờ với đối tác của Sway chúng ta đang như là xây dựng cái nền móng của mình thôi. Chưa muộn các bạn ạ. Bây giờ chưa muộn. Với anh nghĩ là chúng ta bây giờ các bạn muốn làm đối tác với Sway là chưa muộn. Thì không biết là em có thấy thế không? Em thấy cái việc anh nói về cái nền móng là rất là quan trọng. Đối với Skyway bây giờ là đương nhiên là chưa muộn, tuy nhiên là chưa muộn, nó mới là cái sự khởi đầu. Công việc với Skyway còn rất là nhiều. Tuy nhiên thì Linh Linh hay nói với chị em rằng cái thời điểm đẹp chính là cái thời điểm này. Là bởi vì sao? Là bởi vì chúng ta làm càng sớm càng tốt. Chúng ta sẽ xây được cái nền móng cho cái sự nghiệp của chúng ta càng 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 nhanh và nó càng vững chắc. Bởi vì sao? Bởi vì mình trong quá trình mình làm thì mình sẽ cần phải điều chỉnh, mình sẽ cần phải phát triển, mình sẽ cần nhiều thời gian để mình phát triển đấy. Thế nên là anh chị em là mình càng bắt đầu sớm với một cơ hội tốt thì mình sẽ càng có được nhiều cái điều tốt hơn đấy. Và cái nền móng là cái rất là quan trọng luôn, giống như là ông Skyway ấy. Tại sao mà anh chị em lại bảo là úi dồi ôi, ông Skyway lâu lắm? Thế thì câu chuyện về nền móng là như này này. Mình nhìn vào cái móng nhà là mình biết được cái nhà nó to hay nó bé. Đúng không anh? Mình nhìn vào cái móng mình sẽ biết cái nhà nó to hay nó bé. Và mình nhìn vào cái việc mình chuẩn bị cái móng đấy, mình thực thi cái móng đấy, mình làm cái móng nhà đấy. Mình sẽ biết được rằng ngôi nhà đấy nó có đủ vững chắc hay không. Mình nhìn vào những cái nguyên liệu sử dụng làm cái móng nhà đấy, mình sẽ biết được rằng à cái tiềm năng của cái nhà này nó là một cái siêu biệt thự hay nó chỉ là một cái nhà cấp 4 ọp ẹp mà thôi. Đúng ạ. Thế thì ông Skyway ông cũng như thế. Nhiều người nói rằng là ông ấy là ông lâu lắm rồi, ông còn lâu ông mới thành công. Tôi như thế thì chờ đợi lâu. Thực sự thì câu chuyện với Skyway nó không phải là cái câu chuyện mà 20 năm nữa mới thành công như là nhiều cổ đông nghĩ. Mà câu chuyện của Skyway nó thành công ngay trước mặt rồi. Nên chúng ta nhìn thấy rõ cái sự thành công rồi. Nhưng chúng ta đã trải qua một cái quãng thời gian rất dài để xây cái nền móng từ những năm 1977, ngài Anatoly Junikki là chủ tịch của tập đoàn đã bắt đầu nghiên cứu về công nghệ Skyway của chúng ta. Cho đến năm 2013 thì bắt đầu xây dựng công ty, bắt đầu phát triển công ty và chúng ta bắt đầu gọi vốn, đến bây giờ là những cái giai đoạn cuối của quá trình gọi vốn rồi. Tức là cái móng nhà của chúng ta thì đã hoàn thiện rồi và chúng ta đang bắt đầu xây dựng lên cao. Biểu hiện cụ thể là chúng ta đang bắt đầu có rất là nhiều những cái dự án thương mại ở trên thế giới, đúng không anh? Đang buồn ngủ nhá. Anh thấy câu chuyện đang rất là thú vị. Thế thú vị thì anh kể một số cái dự án rồi em nghe xem nào. Anh đang chăm chú nghe là như vậy. Tại vì là em đang nói À, câu chuẩn bị chuyện công về nền nền móng công trình, nền móng nhà thì nó lại vào đúng cái chuyên môn của mình đấy, nên nó ứng cái ô bụng thế như vào đúng vậy. chuyên môn anh, Đúng chuyên môn sâu dữ lắm rồi. thì các bạn biết là trước kia là mình học xây dựng ra mà. Đấy cũng là kỹ sư xây dựng nên là nghe đến cái móng nhà là đã biết ngay là như thế nào rồi. Nên nó khi mà em Linh nói đến cái câu chuyện về cái móng nhà thì mình thấy nó ưng cái bụng lắm. Nó rất là phù hợp. À Và thế đúng là như đấy. vậy. Chúng ta nhìn thấy cái móng nhà nó như thế nào, chúng ta đánh giá được ngay là cái nhà nó có chắc chắn hay không. Cái nền tảng nó như thế nào. Đấy thì đúng là vậy. Thì em cứ tiếp tục thôi, anh đang lắng nghe rất là hay cái câu chuyện. Anh rất là thích nghe về những cái gì mà nó xây dựng cái móng nhà nhà rất là hay.
nó gợi gợi lại cho mình ngày xưa là mình đúng cái chuyên môn cũ của mình đấy. Anh bảo là em đang du anh Bình ngủ ha. Đấy, suy lỡ mà Linh mà không đánh thức anh Bình là anh em bắt đầu đề trí óc, anh bắt đầu anh tưởng tượng đấy, em bắt đầu anh tưởng tượng, anh hình dung ra hết một loạt xây sướng như nào ấy. Nhưng cái câu chuyện mà Linh đang muốn nói với anh là anh kể cho Linh nghe một số những cái dự án mà Skyway mà đang thực thi ở trên thế giới để cho anh chị em vui. Ừ, bởi vì có nhiều anh chị em thì là vẫn chưa biết những cái dự án của chúng ta đang xây là như thế nào, thì Linh có thể gợi ý cho anh một số dự án, đó là dự án tại Peru, tại Sahara hay là tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác, thì em có thể nói sơ sơ một chút về những dự án mà đang thực thi của Skyway không? Vâng, thì các bạn biết rồi, chúng ta nói cái câu chuyện The Way không phải là một cái câu chuyện về một đơn vị đang khởi nghiệp nữa rồi. Chúng ta đang nói một cái câu chuyện với một tập đoàn The Way. Bây giờ chúng ta là đang là thương mại rồi. Thì thương mại là thế nào ạ? Thì chúng ta đã có các cái đơn hàng hợp đồng với các đối tác. Và ở Việt Nam thì cũng nhắc đi nhắc lại một cái câu chuyện, thì chúng ta thấy là có ba cái dự án đúng không ạ? Vẫn nhắc lại câu chuyện vậy. Chúng ta ba dự án là được tiết lộ nhé, chính thức tiết lộ nhé. Dự án đầu tiên thì chắc hẳn là quý vị các bạn cũng không quên rồi, đó là chùa Lôi Âm Quảng Ninh đúng không ạ? 3 km lên chùa Lôi Âm. Một dự án mà đến với khu du lịch tâm linh thuộc một trong những cái kỳ quan của thế giới ở Quảng Ninh ạ. Các bạn đến đấy hoặc là thế giới đến đấy mà lại thấy được đi được trên cái con tàu Skyway, ngắm những cái phong cảnh ở Quảng Ninh ở trên cái hồ Yên Lập. Đấy, hồ Yên Lập rất là đẹp, mà có những cái video demo các bạn thấy rồi, rất đẹp. Đó là cái dự án ở Việt Nam, còn là hai cái dự án khác. Chắc là có anh đang có cuộc gọi đến, không biết là các bạn nghe nghe lại không ạ? Đang live stream Có có cuộc anh, gọi đến. em vẫn đang nghe được. Đấy, thì các bạn đã thấy những cái video demo rất là tuyệt vời, phong cảnh rất đẹp, mà mọi người đến đấy thì lại được đi trên cái con tàu Skyway chúng ta, thì các bạn tưởng tượng ra thì cũng thấy là nó thú vị rồi. Mà mình vẫn thấy rằng là thú vị nhất là chúng ta là các cổ đông thì chắc chắn là chúng ta được cổ tức từ đó rồi, đấy là điều thú vị nhất mình thấy. Thế thì ngoài ra là chúng ta có hai cái dự án nữa, là đó là một dự án ở trong thành phố Hồ Chí Minh, cách thành phố Hồ Chí Minh 20 km đấy, Happyland này. Đấy thì cũng là trong một khu du lịch sinh thái. Thế còn ở cách Hà Nội 40 km đó là dự án ở Đồng Mô. Đây thì đấy là ba những cái dự án mà chúng ta được tiết lộ chính thức. Thế còn ở trên thế giới thì sao? À, thì phải nhắc lại cái câu chuyện là vào ngày 30/4/2019 chúng ta đã thấy là Quốc vương Dubai đã ký phê duyệt một gói dự án là 15 km và 21 nhà ga chạy qua các nhà cao tầng ở Dubai, thành phố Dubai. Đó là một dự án rất là đẹp bằng con tàu Ulica nhiệt đới. Đó là cái dự án đầu tiên vào ngày 34 Quốc vương Dubai nhé, chính thức Quốc vương Dubai đã ký phê duyệt dự án đó. Và tại Sahara thì sao? Sahara thì chúng ta đã thấy rằng là có 130 km. Chúng ta đã được công bố là đó là cái con đến cái cảng Khor Fakkan. Đấy, nghe nghe nó cũng hơi khó đọc, Khor Fakkan. Đó, 130 km. Thế còn chưa kể đến là chúng ta đang ngấp nghé vào một dự án The Lyceum thuộc Ả Rập Xê Út với dự án 500 tỷ đô tổng mức xây dựng trong cái thành phố tuyến tính The Lyceum. Và Skyway chúng ta nếu mà chỉ bước chân vào đó với 10% cơ sở hạ tầng giao thông thôi, thì các bạn thấy một hợp đồng 50 tỷ đô nằm trong tay chúng ta là chắc chắn rồi. Thì ngoài 130 km thì chúng ta, anh còn nhớ là 10,6 km này. Em còn nhớ cái địa điểm nó ở đâu nhỉ? 10,6 km là ở tại cảng Khor Fakkan. Khor Fakkan. Còn chúng ta có 130 km là nối từ Khor Fakkan về Sahara. Đúng Thì rồi sử đó. dụng công nghệ container của chúng ta đấy, Không unicorn của chúng ta. đó, đây là chúng ta thấy Container đi anh. chúng ta có những con tàu chở container như vậy. Thế thì còn về cái việc vận tải cao tốc thì ở Beirut chúng ta đã hoàn thành các cái thủ tục để chuẩn bị là kéo dài cái đoạn đường để thử nghiệm ở Beirut. Cũng có thể là chúng ta xây dựng Beirut, nhưng mà tập đoàn vẫn có những cái phương án khác nhau. Nếu chúng ta không được xây dựng ở Beirut thì chúng ta có thể chọn ở các nước ở bên châu Âu, hoặc là các nước ở bên Dubai, hoặc là bên Sharjah đấy, thì chúng ta đều có cái phương án khác nhau rồi. Như vậy các bạn biết không ạ? Đó là những cái hợp đồng chúng ta đang thương mại, thì các bạn hãy chúc mừng nhau đi ạ. Điều đó chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng để làm sao mà em Ninh thấy là Ngọc Bình không buồn ngủ. Không, mình không buồn ngủ đâu. Với câu chuyện về The Way thì lúc nào mình cũng không bao giờ buồn ngủ mà rất là tỉnh táo luôn, năng lượng luôn đấy.
qua là trong một cái phút nào đó đang mơ mộng, đang nghĩ đến là mình mà ngồi trên con tàu Subway tại Quảng Ninh thì nó như thế nào và tiền nó về túi các cổ đông ra làm sao, thì lúc đấy đang mơ mộng tí bay bổng và vẫn đang cái tưởng tượng cái câu mà em Gia Linh nói mà khi mà đi trên 500 km một giờ ấy thì vẫn chưa hình dung ra là nghe tiếng chim như thế nào, ý là tưởng tượng là không biết tiếng chim nó to đến cỡ nào mà chúng ta có thể là đi trên 500 km mà vẫn nghe được tiếng chim đó, thì mình cũng chưa chưa tưởng tượng ra được. Thế thì các bạn không biết là có tưởng tượng được không ạ? Thế thì chắc là phải dành câu trả lời cho Nguyễn Gia Linh, biết là anh tưởng tượng rất là phong phú đấy. Anh vẫn từ trước giờ vẫn thắc mắc là không hiểu là 500 km nó vèo qua một cái nó nhanh như vậy mà với cái khí động học nó gọi là thấp nhất rồi, tốc độ như vậy mà làm sao mà, hay là anh lại tưởng tượng nghe tiếng chim hót ở trong cái âm nhạc nhỉ, trong cái âm nhạc mình nghe tai nghe. Bên trong con tàu 500 km/h của chúng ta thì nó có cái màn hình tivi, tức là sau à, trước trước mặt ghế ấy, ví dụ mình đang ngồi như này nhá, thì là phía trước mặt mình nó sẽ có một cái màn hình, mà có màn hình nhỏ nhỏ giống như là cái máy tính của chúng ta đấy, người chúng ta có thể nhìn được cái lộ trình đường đi của chúng ta, và chúng ta có thể tìm được những thông tin liên quan đến Skyway, đồng thời là chúng ta có thể nhìn được thấy những cái hình ảnh mà anh chị em hẹn lưu ký của anh chị em ấy, à, cái hình ảnh ghi danh nhé, cái Ok, ảnh mà chúng ta đứng sau là có các con tàu của chúng ta sẽ chạy, cái hình ảnh 3D đấy lưu ở tại Belarus, ở tại Sora đấy, trên những con tàu của chúng ta cũng sẽ có những cái tư liệu như thế, và sẽ có rất là nhiều thứ liên quan đến Skyway của chúng ta, ví dụ như là công nghệ, ví dụ như là máy móc, ví dụ như là những khu sản xuất, tất cả những thứ liên quan đến tập đoàn của chúng ta thì chúng ta đều có thể tìm kiếm ở trên những cái màn hình như thế, và nó rất là hay, nó rất là thú vị. Thì có thể là em đã hình dung ra là cái lúc đấy thì là mình nghe được tiếng chim hót ở trong cái màn hình đấy. à rồi đấy, bây giờ đấy có mắc suốt từ trước giờ mà không hiểu mà tốc độ vậy mà nghe được tiếng chim hót thì anh nghĩ là cả một cái sức tưởng tượng anh nghĩ là cũng rất là cao đấy, anh thấy cái tầm Nghe của tiếng tưởng tượng chim đấy hót, ngửi mùi hoa, đấy, còn ngửi những mùi đúng không? hoa mà nói đến mùi hoa như Ngửi này, tiếng mùi hoa luôn. có một cái việc này mà chúng ta trước kia chúng ta chắc là chưa hay để ý chính xác là sẽ có một cái mùi hoa. Có những cái nghiên cứu mà anh đã đọc được như này là sau này nó có những một cái kiểu mà chúng ta nhìn vào những cái thức ăn đấy mà lại nó tạo ra một cái hương vị mà chúng ta ngửi đến mùi đấy mà trên những màn hình thôi, có những cái sẽ có những cái việc như vậy, chúng ta đúng là À, ngửi mùi có hoa thể ví mình có dụ thể này, ngửi mùi đúng không? đúng rồi nó cảm nhận được cái mùi, ví dụ là chúng ta đang nhìn trên một cái màn hình có những bông hoa gì đó như em nói, nó sẽ có một cái hương vị nó từ đó nó làm ra được cái việc đó là chuyện bình thường thôi, thế giới chắc chắn là có điều Đúng đó. rồi. Nhưng Công anh thấy nghệ một mà. điều, anh thấy một điều như này là ông Dubai, ông Saadia ở Việt Nam rất là mong muốn mang công nghệ Segway về, mà anh thấy rằng là theo em thì vai trò của giao thông, anh nói là nói chung là về ngành giao thông, nó có vai trò gì đối với các nền kinh tế của một quốc gia nào đó không, ví dụ như nền kinh tế Việt Nam hoặc là các quốc gia tại sao người ta lại trân trọng để phát triển những ngành công nghệ giao thông như vậy mà mình chưa nói đến công nghệ giao thông như Segway thì cái vai trò nó như nào. Ai à, bắt đầu đấy anh chị em, Wow, đấy. bắt đầu lơ le vào đấy, không thua kém gì của chủ nhà đâu, cứ Đấy, bắt tưởng là đầu khách đến nhà thì là ôi trời ơi là được, chú mời anh đến nhà thì anh đến, chú câu hỏi nào đấy anh trả lời hết cho, thế nhưng mà còn hỏi xoáy đáp, hỏi xoáy lại chủ nhà lơ đó. Có qua có lại. le vào đấy anh chị em, lơ le vào lên đấy, ok. Cảm ơn anh Bình vì câu hỏi vừa rồi, và Linh sẽ xin phép là đóng góp một chút kiến thức của mình trong cái lĩnh vực giao thông vận tải. Thì lúc ban đầu thực sự là em cũng không có tìm hiểu nhiều về giao thông vận tải. Đối với em, cái việc giao thông vận tải chỉ là cái việc mà đi trên đường 40 km/h hay là 80 km/h hoặc là nhiều hơn. Thì đối với em chỉ có cái vận tốc là cái thứ nhất, cái chất lượng xe là cái thứ hai. Thì em quan tâm nhiều những cái vấn đề đấy, còn những cái vấn đề khác thì em không quan tâm nhiều. Tuy nhiên thì khi mà em bắt đầu đầu tư thì em tìm hiểu kỹ hơn về ngành giao thông vận tải, và em mới thấy một điều là như này, cái ngành giao thông vận tải thì nó chi phối cái sự phát triển của nền kinh tế. Ngành giao thông vận tải là sẽ chi phối cái sự phát triển của nền kinh tế ở chỗ là như này, chúng ta thứ nhất con người của chúng ta cần phải di chuyển liên quan đến giao thông vận tải. Thứ hai là hàng hóa của chúng ta cần phải di chuyển, đúng không ạ? Con người di chuyển nhanh
thì đi làm đúng giờ và tâm trạng tốt hơn, công việc sẽ được thực thi tốt hơn. Thế nếu một hôm mà sáng sớm ra mà bị muộn làm mà trừ lương ấy, 1 phút xong đã trừ lương rồi đấy, thì ngày hôm nay anh chị em vui được không? Linh nghĩ là chưa vui lắm đâu, Linh nghĩ là chưa vui lắm đâu đấy. Thế thì đấy là cái kinh tế cá nhân của chúng ta. Còn đối với lại cái việc vận tải mà ở vĩ mô hơn thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả một nền kinh tế lớn của các quốc gia. Ở chỗ là một nền kinh tế mà muốn phát triển, dòng tiền trong nền kinh tế đấy phải luân chuyển liên tục và với vận tốc cực nhanh thì cái nền kinh tế đấy nó mới phát triển nhanh được. Tại sao mà giao thông lại ảnh hưởng? Là bởi vì ông vận chuyển hàng hóa, ông vận chuyển hàng hóa nhanh thì từ bên A giao đến bên B nó sẽ rút ngắn thời gian lại và nó sẽ kích thích cho cái sự cung cầu liên tục liên tục liên tục đấy. Cái đấy nó sẽ vận hành nhanh hơn, cái dòng tiền của chúng ta nó sẽ vận hành, nó trôi chảy hơn, nó sẽ nhanh hơn. Thì nhìn rộng ra thì là không chỉ là đối với một công ty, một doanh nghiệp mà nó sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả một quốc gia. Anh chị em cứ hình dung xem, nếu như mà thành phố nào cũng tắc đường y như Hà Nội và nó cũng kiểu tắc suốt ngày luôn đấy, nó tắc suốt ngày luôn đấy, thì hàng hóa sẽ ứ đọng như thế nào? Và khi nó ứ đọng như thế thì nó ảnh hưởng đến cái việc mà cái dòng tiền nó không được lưu thông, nó không được lưu thông ấy. Mà dòng tiền mà đã không lưu thông rồi thì đòi phát triển kinh tế làm sao, đúng không anh? Đấy, thế thì là chúng ta hiểu được rằng là cái giao thông nó là cái cốt lõi, nó là cái cốt lõi để mà phát triển cái nền kinh tế. Một quốc gia mà muốn phát triển kinh tế buộc phải phát triển về giao thông. Thì giao thông vận tải phát triển thì mọi thứ nó mới đi lên được. Tại sao mà người ta lại liên tục người ta làm đường mới, đúng không anh? Người ta liên tục là người ta cải tiến để cho là xe xe pháo đi lại nó tốt hơn. Đấy, nếu mà thực sự cái công việc đấy mà nó không cần thiết ấy, thì người ta làm gì, đúng không ạ? Vì nó cần thiết nên là người ta liên tục người ta sửa đường sửa lối, người ta liên tục là mở ra những con đường mới và rút ngắn thời gian di chuyển. Nếu cái việc đấy nó không quan trọng thì mình mở đường cao tốc làm gì, đúng không ạ? Mình đâu phải mình mở đường cao tốc ra để cho các tay đua là à ra đấy để đua, à ra đấy để đọ sức, à ra đấy để thể hiện bản thân. Mình đâu có làm điều đấy đâu, chính phủ không làm điều đấy. Thậm chí là thanh niên mà làm điều đấy là chắc chắn một điều là bị tóm luôn rồi, đúng không ạ? Đấy là phạm luật rồi. Đấy. Thế thì cái việc mà người ta muốn rút ngắn thời gian di chuyển, mà người ta muốn tăng tốc độ di chuyển, người ta muốn giải quyết những cái vấn đề liên quan đến ùn tắc giao thông, liên quan đến ô nhiễm môi trường, khí thải các thứ ấy, thì đều là cái mục đích chung là để cho cái việc là phát triển nền kinh tế và đời sống của người dân. Thì đấy, em thấy là cái giao thông nó đóng vai trò vô cùng quan trọng cho việc phát triển nền kinh tế là như thế. Và các quốc gia thì quốc gia nào cũng chú trọng vào cái vấn đề phát triển giao thông. Và đấy là chính là cái vấn đề cốt lõi. Đấy là cái vấn đề cốt lõi. Và khi giải quyết được cái vấn đề cốt lõi rồi thì kinh tế quốc gia mới đi lên được. Giải quyết là phải giải quyết tận gốc. Còn nếu mà không giải quyết được tận gốc thì chưa đi lên được. Đấy, theo anh thấy là câu trả lời của em nào? Anh thấy thú vị này. Anh thấy thì người ta các quốc gia người ta làm đường đúng không? Anh thấy giao thông đúng là huyết mạch của nền kinh tế này, nó là huyết mạch của nền kinh tế. Mà các bạn biết huyết mạch là gì không ạ? Đó là những cái mạch máu nó mau dẫn đến các cái bộ phận trên cơ thể. Nhưng có một cái điều anh thấy hay này là các cái quốc gia người ta xây dựng đường để cho xe đi, nhưng mà anh thấy vào xe pháo, thấy pháo là có cả dành cho pháo đi. Pháo là một cái vũ khí. Không biết pháo là cái phương tiện, chắc là phương tiện nào nhỉ? Vừa anh em Gia Linh bảo dành cho xe pháo đi nó thuận lợi hơn. Mình thấy là xe thì mình công nhận rồi, nhưng mà mình ít khi ra đường mình thấy pháo đi lắm. Em có nói Nhưng xe pháo hả? mà có một điều như này là đúng là vậy. Ở đâu chúng ta có giao thông phát triển thì ở đó nền kinh tế phát triển. Giống như một cái cách ví dụ đơn giản này, ở những cái tỉnh miền núi xa xôi như ở Bình chẳng hạn,
giao thông đi lại nếu mà nó khó khăn, bây giờ nó rất là khó khăn. Thì hiện nay nó cũng đỡ hơn trước rồi, ta có những cái đường cao tốc đi rồi thì nó cũng nhanh hơn. Thì khi mà giao thông khó khăn thì chắc chắn là cái việc mà vận chuyển hàng hóa nó lâu đến hơn cái vị trí giao thương hàng hóa các tỉnh này tỉnh kia, thì đương nhiên nó kéo dài cái thời gian vận chuyển ra thì nó phải tăng cái chi phí về cái việc là phí lưu chuyển trên cái quãng đường đó, rồi lưu kho các kiểu, nó cộng vào cái chi phí tiêu dùng. Tại vì tại sao mà những cái tỉnh xa là cái giá thành nó đắt đỏ hơn là như vậy, nó cộng với cái chi phí cho việc vận chuyển mà. Thế rất là đúng các bạn ạ, thì đó là cái việc là giao thông rất là quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của các quốc gia. Và chúng ta thấy rằng là như em Gia Linh cũng nói, chúng ta giải quyết được vấn đề gốc gốc thì chúng ta mới cái gốc rễ bản chất vấn đề nó mới là quan trọng, còn vấn đề ngọn thì chúng ta chỉ là giải quyết trước mắt thôi. Nhưng về lâu dài ấy, thì anh nghĩ rằng là thế giới, theo em thì thế giới thấy giao thông tầm quan trọng như vậy, nhưng mà chúng ta có cách nhìn nhận qua cái thời gian các cái ngành giao thông cũ hiện nay ấy, giống như là các ngành về đường bộ rồi ngành đường sắt hay máy bay, thì em thấy có những cái ưu điểm nhược điểm gì so với thời gian bây giờ, và chúng ta cần cái thay đổi gì, và cái thay đổi đó thì chúng ta đang đặt ở đâu, và chúng ta đang kỳ vọng một điều gì với sở quê chúng ta. Em sẽ trả lời, và trong thời gian mà em trả lời nếu thiếu chỗ nào thì anh nhớ hỏi lại. Với câu hỏi của anh nó như kiểu dòng điện xoay chiều ấy. Thế em Trước tiên em cho cả nhà chúng ta biết rằng là chúng ta thấy vai trò quan trọng của giao thông rồi. Nhưng mà em đánh giá cơ bản như nào về những cái ngành giao thông hiện nay, chúng ta thấy có những ưu nhược điểm gì? Đấy. Và chúng ta đang thực ra thì cần em những cái gì? chúng ta cứ nhìn nhận như này thôi ạ. Đơn giản là như này, nhìn vào cái thực tế giao thông như ở tại Việt Nam đi, thì em thấy là cái cơ sở vật chất hạ tầng là nó đã cũ và đã lỗi thời rồi. Em thấy là thế giới liên tục phát triển, thế giới liên tục phát triển, và gần như là ai cũng thích những cái mới, ai cũng thích những cái sự đổi mới, những cái sự mới mẻ, những cái sự sạch sẽ, đúng không ạ? Đấy, thì em thấy là cái cơ sở vật chất hạ tầng là nó không đủ đáp ứng cho cái để nâng cái sức phát triển của một nền kinh tế quốc gia lên, và hẳn là với một cái tầm nhìn mà nó chưa phải là của các vị lãnh đạo cấp cao. Em là một nhà đầu tư bình thường, em không phải lãnh đạo, thế nên là đây là cái tầm nhìn của em, nó sẽ không thể là bao quát như các lãnh đạo được. Và như em mà đã nhìn thấy được rằng là cái cơ sở vật chất hạ tầng nó không đủ đáp ứng để phát triển nền kinh tế, thì hẳn là những vị lãnh đạo, những người mà họ đứng ở trên cao, họ có cái tầm nhìn nó bao quát đấy, thì chắc chắn một điều là họ họ hiểu thấu cái vấn đề đấy, họ hiểu thấu và họ họ liên tục là họ tìm cách để mà cải thiện đấy, nó tìm cách để mà cải thiện. Và rất là may cho chúng ta đó là chúng ta có công nghệ Skyway ra đời. Và các quốc gia thì là gặp Skyway thì giống như bắt được vàng, đúng không ạ? Đấy, nhìn thấy là cái tiềm năng của Skyway thì là ngay lập tức là ký kết hợp đồng. Và à đây anh Đình Phụng nè, ký hợp đồng ghi nhớ nhiều lắm đấy, ký hợp đồng ghi nhớ nhiều lắm đấy, các quốc gia là ký hợp đồng ghi nhớ với Skyway rất là nhiều để mà thực thi công nghệ Skyway. À, thế đủ chưa anh nhỉ? Sau là mình trả lời đến cái gì nhỉ? Đấy, cứ bị anh Bình anh ấy cho vào những câu hỏi xoáy 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 này. Mình đôi khi là trả lời xong nó không biết là mình trả lời cái gì luôn. Đúng không? Hay vậy. Vâng, các bạn thấy không ạ? Nhiều khi chúng ta phải đi từ cái ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Có để dành những điều thú vị ở sau, thì bây giờ chúng ta hãy giao lưu với các bạn chút ạ. Anh thấy rằng là các bạn đã vào livestream rất là đông và có những comment rất là chất lượng, thì anh nhường cho em có thể là chúng ta giao lưu với các bạn. Nên anh chị em ở đây. Ok anh. Anh chị em có câu hỏi nào khó, xin hãy gửi cho chúng tôi, và Linh hứa với anh chị em là sẽ có anh Bình trả lời hết những câu hỏi khó cho anh chị em. Anh chị em không phải lo. Anh em bảo là ở Indo và Mã Lai không biết có thể có dự án nào không mọi người nhỉ? Indo và Mã Lai có, anh có rất là nhiều những quốc gia mà liên quan đến biển đảo ấy, thì là cái tương lai ấy, là trái khí hậu trái đất đang nóng lên và băng ở hai cực tan, thì là cái mực nước biển dâng lên,
Và những cái thành phố, những cái đất nước mà nhiều, những quốc gia nhiều biển đảo ấy, thì khả năng là sẽ bị mực nước biển nó dâng lên, nên chúng ta sẽ cần một cái giao thông khác, không phải là giao thông đi ở trên cấp 1 nữa, mà chúng ta sẽ đi ở trên cấp 2. Đấy. Và em nhớ không lầm thì là Malai, Indo, Philippines và Indonesia, Indo đúng không Indo ạ? Đều là những cái có một cái quần đảo đúng không em? Indo em Indo có một cái tham vọng là rời đô rất lớn, chắc là em có nhớ câu chuyện rời đô tức là thủ đô của Indonesia, Jakarta, nó đang nằm Jakarta. Jakarta, một trong những thủ đô mà họ đánh giá là thứ nhất là hay chịu ảnh hưởng của những lần mà thủy triều dâng, nước biển dâng đấy, và cái mật độ xe rất là đông, đi lại đông, khói bụi nhiều, người ta đang có một cái tham vọng rời đô. Anh đã nghe một cái câu chuyện này rồi và chuyển ra một cái vị trí, nó sau này nó như một hòn đảo khác và nó lối các hòn đảo này đến hòn đảo kia bằng cái việc sử dụng công nghệ survey đấy. Câu chuyện trước anh nghe rất lâu rồi, không biết là em có nhớ cái câu chuyện đấy không nhỉ, đã từng nghe chưa? Thế người ta có định chuyển sang, người ta có định chuyển sang ấy không anh? Người ta có định chuyển sang thành phố Hồ Chí Minh không? Không, chuyển cái việc đó không thể chuyển được, điều đó không thể chuyển được, mà người ta có ý định rời đô đến một cái vị trí nào nó cao hơn khi mà không chịu ảnh hưởng của mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu, và sử dụng cái công nghệ survey để nối các hòn đảo với nhau. Em biết là quần đảo Indo rất là nhiều đảo, như vậy là rất là tiềm năng phải không em? Thì sao luôn này, công nghệ Skyway của mình là đi được trong mọi địa hình và ở trong mọi điều kiện thời tiết khí hậu đấy, thì anh chị em thấy là ông ấy không chỉ đi trong mọi khí hậu mà ông còn đi trong mọi địa hình, như thế thì cái tiềm năng ông ấy mở rộng ra trên quy mô toàn cầu là rất là lớn, mở rộng nó rất là lớn. Và khi mà khi mà mở rộng như thế thì đương nhiên là cái cổ tức của chúng ta rất là lớn rồi đúng không ạ? À, có một chị là chị Quỳnh Như bảo là cho em hỏi là bây giờ đang ở giai đoạn mấy rồi ạ, và chừng nào thì hoàn thành công trình ở bên phía Dubai. Thì anh Bình, hôm nay anh là khách mời rất danh dự của em và em rất là vui khi mà em được dành những câu hỏi khó cho anh. Vâng, theo anh thì là chừng nào thì công trình ở Dubai, hoàn thành công trình ở Dubai, và hiện tại thì là đang là giai đoạn như thế nào? Chắc bạn ấy cũng nghĩ là có nên đầu tư hay không? Thế thì anh có thể là trả lời giúp em được không? Vừa chuẩn bị trả lời câu hỏi thấy em nghe hơi giật mình. Cảm ơn Quỳnh Như có một cái câu hỏi này hết sức là thú vị, cũng là đặt ra trong cái tình huống cũng đầy bất ngờ đấy. Ở giai đoạn mấy, ở giai đoạn mấy thì chắc chắn là sẽ trả lời được một cách nó cũng như này bạn ạ. Hiện nay Sway đang ở giai đoạn 14.1 đấy, chúng ta có giai đoạn 14.1 này kéo dài cũng tương đối lâu rồi, cũng hơn một năm nay rồi. Vì các bạn biết là tình hình dịch bệnh nó diễn ra như vậy thì cái giai đoạn nó không còn như cái theo cái kế hoạch của chúng ta nữa, nó phụ thuộc vào cái nguồn vốn chúng ta cho về tập đoàn là bao nhiêu và nó có đảm bảo được các cái tiến độ công việc trong cái giai đoạn đó như thế nào. Như vậy là chúng ta đang ở giai đoạn 14.1 và với Sequoia là 10 năm giai đoạn phát triển. Và cũng nhắc lại cái câu chuyện mà chủ tịch chúng ta đã nói thì giai đoạn 10 năm thì rất có thể kéo dài trong 2 năm. Đấy là các bạn phải lưu ý một cái mốc như vậy để chúng ta nghĩ rằng là chậm nhất là chúng ta là kết thúc là phải 2 năm. Đấy thì các bạn cứ nghĩ vậy cho nó dài rộng ra, chúng ta không phải là phải băn khoăn là bao giờ nó kết thúc. Vì tại sao mà giai đoạn 10 năm kết thúc mà kéo dài gần 2 năm nữa, vì là chúng ta phải hoàn thành được cái tuyến đường thử nghiệm con Ulibus cao tốc 500 km trên một giờ đấy mà mình vừa phân tích, mà có thể chúng ta sẽ được xây dựng ở bên Beirut. Thì khi chúng ta hoàn thành xong đó, tất cả các chứng nhận, tại sao chúng ta phải hoàn thành xong rồi chúng ta mới ra thương mại, vì chúng ta không muốn một điều là chúng ta mang ra thương mại rồi chúng ta lại quay về để chúng ta sửa các lỗi, như thế thì nó thứ nhất là nó mất được cái uy tín của tập đoàn, Mất đúng mặt không? Đúng quá. rồi, mất uy tín tập đoàn luôn. Thì chúng ta muốn một cái sản phẩm nó thật chỉnh chu, nó ở cái mức là tốt nhất để nó ra ngoài thị trường mà chúng ta không phải suy nghĩ một vấn đề gì khác, chỉ sau này chúng ta chỉ Chính là cái tinh móng. chỉnh, đúng rồi, nó giống như cái xây dựng cái móng ấy, chúng ta tinh chỉnh nó tốt đẹp hơn để chúng ta thấy là cái công nghệ chúng ta luôn vượt trội so với các đối thủ. Thế còn cái việc là chừng nào hoàn thành ở công trình Dubai thì khả năng là nếu mà dịch bệnh không còn diễn biến phức tạp mà anh em chúng mình có thể sang ở Dubai thì chúng ta có thể sang trực tiếp tham quan công trình được, thì chúng ta sẽ biết được tiến độ. Nhưng mà nhìn chung như này bạn ạ,
Với công trình ở Dubai thì hiện nay thì mình nói ở bên Sharjah đó, chúng ta đang xây dựng cái khu trung tâm đổi mới công nghệ cao. Đây là cái tập trung duy nhất song song với việc mà chúng ta chuẩn bị làm ở bên Beirut cái tuyến Ulibus cao tốc ấy, thì chúng ta vẫn đang tập trung làm ở bên Sharjah để chúng ta hoàn thành cái việc chứng nhận con Ulibus nhiệt đới cũng như là con Ulicom chở container. Chở container như vậy thì chúng ta biết rằng là để mà chúng ta chứng minh được ấy, nó đủ cái điều kiện mà nó đáp ứng với khí hậu nhiệt đới, một trong những đất nước mà có nhiệt độ rất nóng. Em Gia Linh cũng sang rồi đúng không? Sang cái thời gian đấy về chắc là cũng đã được thấm được cái nắng nóng ở bên đấy rồi. Đấy là các chị em anh em mình cứ bịt kín mít luôn, giống người Trung Đông. Với một cái nhiệt độ nắng nóng có thể lên đến 50 độ C đến có thể là 70 độ C ngoài trời. Và cái điều kiện khí hậu rất là phức tạp, bão cát rồi là trong cái không khí chúng ta có những cái không khí là về nó gần biển mà nó có những cái mặn của biển đấy, ăn mòn đấy, rồi rất là khó khăn trong điều kiện vậy mà chúng ta xây dựng cái đó mà chúng ta đáp ứng được cái điều kiện bên các cái đất nước nhiệt đới như vậy thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể tin tưởng rằng là cái sản phẩm thương mại chúng ta đã đáp ứng được một cái khí hậu nhiệt đới nóng như vậy, 50 đến 70 độ C chúng ta đảm bảo rồi, mà chúng ta lại đáp ứng được một cái khí hậu lạnh như Belarus thì chắc chắn là cái quãng giữa một cái khí hậu gọi là ôn đới bình thường thôi thì chúng ta thấy là hoàn toàn khả thi, hoàn toàn khả thi. Như vậy là chúng ta hãy chờ đợi những cái việc mà chúng ta hoàn thành chứng nhận cái con tàu Ulica ở bên đất nước nhiệt đới và con container thì chắc chắn là chúng ta sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình ở Dubai. Như vậy để có một cái câu trả lời mà chừng nào hoàn thành thì cái câu trả lời mình không thể chắc chắn rằng cho bạn Quỳnh Như được, vì mình không phải là trong hoàng gia của Dubai đó. Thứ hai là cũng không phải là trực tiếp là thi công công trường, nhưng với cái sự phân tích của mình thì mình nhìn nhận rằng là chúng ta phải chứng nhận được con Ulica nhiệt đới cũng như là con Ulicom container thì lúc đó là các cái vấn đề còn lại chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết một cách nhanh chóng. Và cái thời gian giai đoạn thì các bạn hãy xác định rằng là chúng ta có thể kéo dài 2 năm cho giai đoạn 10 năm. Đấy là cái chúng ta chậm nhất và có thể chúng ta sẽ nhanh hơn, tiến độ nhanh hơn nếu như chúng ta đầy đủ các cái điều kiện về vốn, điều kiện về cấp đất, rồi mọi cái điều kiện khác nó thuận lợi cho chúng ta, rồi điều kiện về bất khả kháng như dịch bệnh nó ổn định hơn thì chúng ta sẽ nhanh hơn cái mốc là 2 năm. Đấy là câu trả lời cho bạn Quỳnh Như. Thì em có bổ sung gì thêm không? Để câu trả lời của anh nó thuyết phục hơn. Em nghĩ là như thế là cũng đủ thuyết phục rồi đấy. Thế anh hỏi chị ấy xem là chị ấy đã nghe đã thuyết phục chưa. Bởi vì là như này này, cái đoạn đường của chúng ta ấy, nó ở trong những cái phức hợp dự án của người ta, chứ người ta không xây một mình một con đường, mà nó ở trong một cái phức hợp dự án, tức là nó kết hợp, nó phối kết hợp giữa cái việc người ta xây nhà ở, người ta xây công viên, người ta xây điện đường, trường trạm. Nên người ta phải sắp xếp theo cái lộ trình của người ta, chứ không phải là người ta chỉ xây mỗi đường của ông. Người ta thông báo rằng à, trong cái phức hợp dự án này có đoạn đường của ông, thì chúng ta vui mừng, chúng ta biết được rằng à, có đường chúng ta trong đấy. Thế nhưng mà người ta xây một tổng thể công trình thì chúng ta phải đi từng bước, từng bước, từng bước một, chứ không phải là người ta xây tổng thể công trình mà người ta bảo thôi xây ông Skyway trước đi, xây ông đường Skyway trước đi. Người ta không làm như thế anh chị em nhé, người ta không làm như thế, mà người ta phải đi từng bước, từng bước, người ta đi đúng cái lộ trình mà người ta làm đâu ra đấy, người ta làm, người ta sắp xếp làm sao nó trở thành cái thứ tự hoàn hảo, chứ mà cứ bảo xây là xây. Nhiều 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 anh chị em cổ đông thì bảo là ô thế sao bảo xây ở Dubai lâu rồi mà bây giờ chưa thấy xây, sao chị bảo là đến 30 tháng 4 đã ký quyết định xây dựng rồi Giờ mà chưa đến bây xong. giờ thì chưa thấy cái tí Skyway nào. Thì là người ta xây cả một cái phức hợp dự án ạ. À, người ta xây điện đường trường trạm, người ta xây tất cả mọi thứ, công viên khu nhà ở và rất là nhiều những cái khác nữa, thì người ta phải sắp xếp cho một cái sự nó ổn thỏa. Giống như phía bên Peru chẳng hạn, cái thành phố Lima của họ nhé, là đã bắt đầu tiến hành xây dựng là từ tháng 8 năm 2019 rồi, và trong đấy có những con đường Skyway. Thì là đất đai họ đã phân lô, phân khu các thứ, tất cả chuẩn bị những cái cơ sở vật chất hạ tầng rồi, và họ sẽ tiến hành từ từ, chứ không phải là họ bảo là ô có đường Skyway, họ xây phát xây đường Skyway luôn.
biết làm mà xây, phải quy hoạch trước, còn phải sắp xếp từng bước một trước, đúng không? Đấy. chúng ta đầu tư, chúng ta đừng mơ mộng hão huyền, chúng ta nhìn về nhiều thực tế. Đấy, chứ đừng hỏi mấy câu là ôi giời ơi sao mà bảo là xây từ lâu rồi mà đến bây giờ chưa xây. Đấy, thì nó là cả một cái xây một cái gì đấy, nó sẽ cần nhiều thời gian. Nhưng cái điều thú vị ở đây là tập đoàn chúng ta đang tiến rất mạnh ra thế giới, và chúng ta đang có rất nhiều đơn hàng trên toàn thế giới, và chúng ta đã bắt đầu triển khai, chúng ta đã bắt đầu triển khai rồi, tức là chúng ta đang trong quá trình là bắt đầu chúng ta thương mại và có lợi nhuận. Thì hôm trước Linh có nói ở trong một cái live stream của Linh thì Linh nói về cái tầm nhìn 20 năm. Nghĩa là cái tầm nhìn 20 năm tới thì cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào? Tức là Linh nói về cái cuộc sống hình dung chung của chúng ta trong cuộc sống như nào. Thì một số anh chị em cổ đông lại hiểu lầm rằng 20 năm nữa ông phải cao ông mới thành công. Thì đây là một cái sự chưa đúng đắn nha anh chị em nhé. Linh không hề nói rằng ông Skyway 20 năm nữa mới thành công, mà Linh nói về cuộc sống của chúng ta 20 năm nữa sẽ như thế nào. Ý Linh muốn lột tả cho anh chị em thấy được rằng là 20 năm tới cuộc sống của chúng ta sẽ áp dụng vô cùng nhiều những cái công nghệ tiên tiến hiện đại, và trong đó có công nghệ Skyway của chúng ta. Đồng thời khi mà 20 năm nữa thì là những anh chị em mà đã nắm giữ cổ phần của tập đoàn Skyway ngay thời điểm sơ khai này, họ đã trở lên rất giàu có. Đấy là cái điều mà Linh muốn truyền tải với anh chị em, chứ Linh không hề nói rằng ông Skyway 20 năm nữa mới thành công. Đấy, anh chị em nghe thì anh chị em phải nghe cho nó dứt khoát, nghe cho nó chính xác, nghe cho nó đầy đủ, chứ không phải là mình vào mình nghe câu được câu trăng. Đấy, xong rồi là mình ra mình kết luận này kia đấy, như đấy gọi là cưỡi ngựa xem hoa nhé chị em nhé, đấy gọi là cưỡi ngựa xem hoa, không biết là người ta đang nói cái gì. Đấy, anh Ok. Đình Phụng bảo là hợp đồng ghi nhớ ở Indo là 42 tỷ đô, có rất nhiều hợp đồng ghi nhớ luôn và giá trị rất là lớn luôn anh Bình. Rất là đúng. Đấy các bạn hình dung là đó là cái việc mà chúng ta hình dung là 20 năm sau cái cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào, và thay đổi về khi đó chúng ta áp dụng những khoa học công nghệ ra làm sao. Và một trong những cái về lĩnh vực giao thông thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy mạng lưới Skyway chúng ta sẽ phát triển rất là lớn mạnh rồi. Chứ không phải là 20 năm nữa mà chúng ta mới thấy được con tàu Skyway chúng ta thành công đâu, mà hiện nay chúng ta thấy đã thành công rồi. Thành công vì sao thành công? Vì chúng ta đã chuyển mình từ một startup sang thương mại, đó là thành công rồi. Thương mại là gì? Đúng Thương mại rồi. là có sản phẩm, đã có đơn hàng, đã có đơn hàng là đã có tiền, đã có tiền là đã thực tế, nó đã chạy, đã thực tế. Không phải như các bạn đang nghĩ, là một số các bạn đang nghĩ nó là ảo, nó không có thực tế đâu. Nếu mà ảo mà không có thực tế, tại sao lại có đơn hàng thương mại, tại sao lại có thu nhập? Và không lâu nữa thôi các bạn sẽ nhận được báo cáo kiểm toán năm 2020. Trong 21 này 6 tháng thì chắc chắn là hết 6 tháng chúng ta sẽ có báo cáo kiểm toán trong năm 20, và chúng ta rất là mong chờ Đúng những con rồi. số kiểm toán ở đó. Và đấy thì quay lại với câu chuyện ngày hôm nay thì anh đã thấy một cái câu hỏi dành cho Tích anh em. Anh Ồ, sẽ đến giúp tên em em, anh sẽ giúp em đọc câu hỏi này. Bạn chị đi hay là bạn, tôi cứ gọi là bạn nhé. Là bạn Nguyễn Trinh. Linh cho chị hỏi à, nhá, Linh nhé, nói đúng là Linh nhé. Chuẩn bị cho em, Linh cho chị hỏi đây khi nào Linh, anh. khi nào lên sàn đó mà chia cổ tức, mà khi chia cổ cổ tức thì cổ đông được bao nhiêu phần trăm, nếu 1 đô trên một cổ phiếu thì cổ tức chi cho mình được bao nhiêu. Câu đầu tiên là khi nào lên sàn, câu thứ hai là chia cổ tức bao nhiêu phần trăm, nếu 1 đô trên một cổ phiếu thì cổ tức được bao nhiêu. Đó là câu Ok. hỏi của bạn Nguyễn Trinh, thì em cứ trả lời cho bạn ấy xem là khi nào lên sàn đi. Nhưng với bản thân anh thì Linh không biết sẽ là trả lời mà nó rất là ngắn gọn và dễ hiểu. Thứ nhất, lên sàn là câu chuyện của một công ty trưởng thành, nó không phải là câu chuyện của một công ty khởi nghiệp. Và đối với Skyway sẽ lựa chọn cái thời điểm đẹp nhất để lên sàn, sao cho cái giá trị cổ phiếu của Skyway sẽ liên tục tăng và tạo ra cái tiếng vang lớn nhất cho Skyway. Hiện tại ở thời điểm này, tập đoàn chưa xác định thời gian nào sẽ lên sàn. Đương nhiên là chúng ta có thể kỳ vọng 3 đến 5 năm. Tuy nhiên thì là phía tập đoàn của chúng ta thì thường làm ăn rất là chắc chắn, nên là chưa sát đến cái thời điểm lên sàn họ sẽ chưa thông báo.
chúng ta cần nhìn vào cái sự phát triển của tập đoàn để chúng ta dự đoán thôi. Còn lại thì là tập đoàn chưa công bố là thời điểm nào chúng ta lên sàn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chưa lên sàn nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn có khả năng có cổ tức. Cổ tức ở đây là lợi nhuận do công ty xây dựng. Chúng ta xây dựng nhá, chúng ta bán được những cái mặt hàng của chúng ta bán được những con đường của chúng ta xây dựng được, chúng ta xây dựng xong cho đối tác thì là chúng ta thu về cái khoản lợi nhuận. Và như công ty thì đã nói rằng chúng ta sẽ dành 20% lợi nhuận. 20% tổng lợi nhuận của năm để chi trả cổ tức cho các cổ đông. Thế thì anh chị em mình dùng như này này. Đây là cái cục cổ tức, nó là 100% đúng không? Mình sẽ lấy ra 20% ở trong cái lượng cổ tức này để chia cho các cổ đông. Ai mà nắm giữ nhiều cổ phần ấy thì đương nhiên là được chia nhiều cổ tức rồi. Em giả sử như anh Bình anh ấy có 5 cổ phần và Linh chỉ có một cổ phần thôi thì đương nhiên là cổ tức sẽ phải chia đều ở một cái mức nào đó. Giả sử 0,1 đô trên một cổ phần thì anh Bình anh được 5 nhân với 0,1 thì đương nhiên là anh được nhiều hơn rồi. Mà Linh chỉ có một cổ phần thôi thì Linh cũng lấy cái lượng cổ phần là 1 nhân với 0,1 thì là Linh ra cái lượng tiền của mình. Đấy. Tức là sao? Tức là cái lượng cái lượng cái việc chia cổ tức ấy là công ty sẽ áp dụng là à tôi sẽ chia ở cái mức này bao nhiêu tiền trên một cổ phiếu thì mình nhân ra ông nào có bao nhiêu cổ phiếu thì các ông nhân ra, đương nhiên là máy tính sẽ làm cho chúng ta sẽ không phải nhân cái điều đấy. Đấy thì anh chị em tính sơ sơ được là cái cách tính là như thế. Mình càng nhiều cổ phần thì mình càng nhiều cổ tức, người ta sẽ chia một cái mức, người ta sẽ chia một cái mức. Ví dụ như ngày xưa bao cấp ấy, các cụ chia là nhau mỗi người là được một cân gạo, nhà ông Bình 5 người à 4 người 4 cân. được chia 4 cân, nhà Linh có một mình Linh được 1 cân thôi. Đấy thì cái việc chia cổ phần à, chia cổ tức nó cũng giống như thế. Đấy, nhà anh Bình nhiều nhân khẩu thì được chia nhiều hơn, nhà Linh ít nhân khẩu thì được chia ít hơn. Đấy. Nếu 1 đô trên một cổ phiếu thì công ty chia cho mình được bao nhiêu? Cái giá trị cổ phần nó khác với cái chia cổ tức. Cái giá trị cổ phần là cái giá trị tổng tài sản, mà cái giá trị tài sản mà anh chị em nắm giữ. Ví dụ nhé, anh chị em phải phân biệt rõ ràng cụ thể ra cái khối tài sản và cái lượng cổ tức, nó là hai cái dòng thu nhập nó khác nhau. Cái giá trị cổ phần ấy khi mà lên sàn giao dịch chứng khoán rồi thì nó sẽ được tính theo cái mức giả định giá trên sàn. Linh ví dụ như là anh chị có 1 triệu cổ phần và cái giá trị của cổ phần ở trên sàn nó đang là 1 đô một cổ phần thì cái khối tài sản này của anh chị là 1 triệu đô, nó tăng lên 2 đô thì cái khối tài sản của anh chị là 2 triệu đô. Còn cái cổ tức nó khác, cái cổ tức nó phụ thuộc vào cái tình hình kinh doanh của công ty, của tập đoàn, chứ không phải là nếu như mà cái giá trị cổ phần nó lên 1 đô trên một cổ phần thì được chia bao nhiêu cổ tức. Hai cái đấy nó không liên quan, hai cái đấy nó khác nhau, nó là khác nhau nha anh chị em nhé. Nó là hai cái nó là hai cái một cái là giá trị gia tăng theo thời gian, nó giống như là một cái nó làm cái miếng đất, cái lượng cổ phần của anh chị nó làm một cái miếng đất. Cổ tức nó là cái tiền trên miếng đất này là có tiền có nhà đúng không? Thế thì cái tiền cổ tức nó chính là cái tiền thuê nhà. Đấy. Cổ phần nó là cái miếng đất, là cái đất, là cái nhà. Còn cổ tức thì nó là cái tiền thuê nhà. Mình hiểu đơn giản như thế để mình phân biệt rạch ròi nó ra. Hơi dài đúng không chị Nguyễn Trinh? Em nghĩ là câu hỏi này là lần sau chị hỏi lại đi để em hỏi anh Bình. Ông anh thấy là rất là đầy đủ rồi, rất là chính xác rồi.
Chúng ta thấy là cái thời điểm mà nói lên sàn thì ngay bản thân các cổ đông như anh em chúng mình thì không có cái thời điểm nào chắc chắn là nó lên sàn. Và bản thân cả ngài chủ tịch cũng chưa có công bố một điều gì chắc chắn mà thời gian nào lên sàn. Các bạn thấy là nếu mà chúng ta thấy ở đâu đó có một cái doanh nghiệp hay một tập đoàn nào mà lại nói mà một cái thời điểm nó lên sàn năm nay năm kia thì các bạn cũng phải xem xét lại. Vì khi mà lên sàn thì ra phải đáp ứng đầy đủ các cái điều kiện rất là lớn. Đấy, có các điều kiện để lên sàn. Và cái câu chuyện mà điều kiện lên sàn thì chúng ta sẽ đến vào những cái buổi livestream sau. Nhưng mà với cái việc là các bạn hình dung đơn giản, cổ tức nó khác. Đấy, cổ tức nó khác và cái vấn đề nó lên sàn nó khác. À, giống như em Linh nói là cái cổ tức ở đây là trên một cái mảnh đất thì chúng ta xây cái phòng trọ hay cái nhà nghỉ, cái khách sạn gì đó. Chúng ta lấy cái thu nhập thụ động từ những việc cho thuê vậy. Đó là cổ tức rất đơn giản. Và khi lên sàn nó là cái cổ phiếu lúc đó thì giống như là cái giá trị vốn hóa nó mang lại cho tập đoàn là thị trường định giá giống như là cái mảnh đất và cái nhà trên đó sau này hàng năm nó tăng trưởng bao nhiêu. Đó là cái phần mà chúng ta nói là cái cổ phiếu là như vậy. Thế thì cái lợi nhuận thì các bạn chỉ được cái cổ tức các bạn chỉ được khi mà tập đoàn có lợi nhuận. Và lợi nhuận chỉ có khi mà chúng ta có nhiều đơn hàng và có những cái gọi là chúng ta kinh doanh có lãi mà thể hiện qua các cái báo cáo các con số kiểm toán để chứng minh rằng là chúng ta đang có lợi nhuận hay không thì lúc đó chúng ta mới có thể là biết được cái cổ tức mà tập đoàn sẽ cân đối làm sao nó phù hợp để chia cho các cổ đông và đấy như là chúng ta thấy từ 20% đến 30% chúng ta có thể kỳ vọng sau này thậm chí có thể 50% là hoàn toàn bình thường nếu khi mà tập đoàn phát triển lớn mạnh rồi cái việc cổ tức chia 50% là chuyện bình thường 50% của lợi nhuận nhé. Thì hiện nay là chúng ta hãy thấy là con số thấp nhất là 20% của lợi nhuận các bạn ạ, của lợi nhuận Của lợi nhuận. đúng rồi, lợi nhuận sau thuế tức là sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế thì chúng ta lại Vâng. gọi lợi nhuận sau thuế để chia cho các cổ đông, đó là rất là rõ ràng là như vậy. Còn cái thời điểm lên sàn thì chúng ta không nói trước được một cái điều gì, ngay cả bản thân chủ tịch cũng chưa khẳng định một điều là thời gian nào ấn định được vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố các bạn ạ, rồi tiến độ phát triển ra làm sao, rồi các hợp đồng thương mại như thế nào, nó phải phù hợp đúng cái thời điểm thích hợp nhất để giá trị khi mà cái cổ phiếu của chúng ta trên sàn ấy, nó luôn tăng trưởng với cái điều chúng ta để ý đến đó. Và đấy là rất là rõ ràng rồi. Thế thì quay trở lại với câu hỏi của bạn Hồ Sĩ Trình thì Sway phát hành 400 tỷ cổ phần, bạn cho hỏi đến thời điểm bây giờ thì bán được bao nhiêu rồi, thế thì theo em có đúng là phát hành 400 tỷ hay không? Skyway thì là được định giá là trị giá hơn 400 tỷ đô giá trị của tập đoàn Skyway và được phát hành hơn 400 tỷ cổ phần. Tuy nhiên thì cái lượng cổ phần mà tập đoàn Skyway dùng để gọi vốn để dùng cho 15 giai đoạn phát triển, 15 giai đoạn gọi vốn thì nó chỉ là tầm 1 phần 3 chứ nó không phải là cả 400 tỷ. Anh chị em lưu ý nhá, nó không phải là cả 400 tỷ. Ôi trời ơi, có bao nhiêu cổ phần mà mang đi cho hết. Bán Thế ngon thì cái quyền quản trị công ty là ở đâu? Là mất sạch. Không đúng được nhá chị em nhá. Thì mình chỉ chào bán, mình chỉ dùng 1 phần 3. Mình dùng 1 phần 3 cái lượng cổ phần đấy để mình gọi vốn thôi. Chứ không phải là dùng hết đâu. Và bán được bao nhiêu ấy thì chúng ta không nên dùng cái từ là bán được bao nhiêu. Đấy là cái từ chúng ta dùng nó dân dã với anh em thôi. Còn thực chất ấy là chúng ta là cho tập đoàn hỗ trợ vốn cho tập đoàn và chúng ta nhận về một phần. cái tài sản, chúng ta nhận về cái tài sản. Đấy. Tài sản nó chính bản thân chúng ta trao đổi cả cổ phần. Thì không ai thống kê cho bạn rằng đến thời điểm này thì đã bán ra thì đã bao nhiêu cổ phần rồi. Đấy. Và còn bao nhiêu lượng cổ phần nữa, không có ai người ta rảnh mà người ta cứ tính toán hàng ngày cho anh chị em như thế đâu. Đấy, người ta chỉ tính sơ sơ là ví dụ giai đoạn 14 này 1,5 tỷ cổ phần, giai đoạn 15 1,5 tỷ cổ phần, xong hoàn thành xong nhiệm vụ thì tính toán nó cụ thể như thế nào, chứ không phải là cứ hàng ngày là người ta tính toán là ôi trời ơi còn bao nhiêu cổ phần, còn bao nhiêu cái này cái kia. Bởi vì là người ta điều khiển, người ta điều hành ở trên một cái tầm vĩ mô, trên một cái tầm tổng quan của toàn bộ tập đoàn, chứ không phải là cứ người người ta ấy đâu. Bởi vì mình chưa lên sàn, mình chưa lên sàn giao dịch chứng khoán
nên là những cái con số nó cần một cái thời gian nó thống kê, xong một giai đoạn, kết thúc một giai đoạn thì là người ta thống kê lại, chứ người ta không thống kê hàng ngày. Là Và anh chị em biết là chúng ta ở những giai đoạn cuối này ấy, thì cái lượng cổ phần không còn nhiều, và nhìn về cái khoảng thời gian, trong một khoảng thời gian dài, thì anh chị em hình dung là trước khi mà một tập đoàn IPO, anh chị em nắm càng nhiều cổ phần của họ càng tốt. À, đối đấy là lựa chọn đúng nhá, là phải lựa chọn đúng cái tập đoàn mà giá trị để chúng ta đầu tư nhá. Nhân tiện lại nói về cái sự giá trị của một tập đoàn, thì xin cho phép Linh hỏi cổ đông VIP của Skyway. Vâng, nhà anh treo rất nhiều A4, thì em có thể cho Linh và mọi người biết một chút về cái tầm nhìn và cái sứ mệnh của tập đoàn Skyway hay không? Anh hãy chia sẻ những cái mà anh cảm nhận của anh, và rất có thể là Linh sẽ xin phép được bổ sung thêm, nên anh cứ bình tĩnh trả lời. các bạn thấy không ạ? Càng về sau nó càng hấp dẫn hơn đấy. Đấy, cái câu chuyện thì mình thấy là bắt đầu nó nóng dần rồi. Đấy thì không biết là bạn Hồ Sĩ Trình có ưng cái bụng không nhỉ? Ưng cái bụng với câu trả lời của em Gia Linh không? Vâng, thì các bạn biết thì trước khi đến với câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi thì mình cũng xin bổ sung chút, thì đúng là tập đoàn là định giá là 400 tỷ đô, nhưng không phải là phát hành ra toàn bộ 400 tỷ đô. Nó hơn 133 tỷ một chút. Đấy, nó chia ra là cho ba quỹ là ba cái nền tảng crowdfunding đấy. Mà trước kia chúng ta với cái giai đoạn đầu là chúng ta thấy là Skyway Invest Group cũng là một trong những quỹ mà huy động vốn cho tập đoàn, nhưng mà tuy nhiên một cái thời gian sau này thì chúng ta không còn hợp tác nữa, cũng có thông báo trên tập đoàn rồi. Thế còn lại là các cái quỹ Eurorail, Skyway Systems Holding 123, đấy là ba quỹ cũng là ba cái nền tảng crowdfunding. Và chúng ta hiện nay là đang được tài trợ góp vốn nhé, đang tài trợ góp vốn cho tập đoàn để nhận về một cái phần gọi là cổ phần ưu đãi. Tức là cổ phần ưu đãi là đang cái mệnh giá nó thấp hơn so với mệnh giá được định giá là $1 trên một cổ phần. Như vậy chúng ta hình dung là chúng ta đang là một nhà tài trợ vốn, đang là một nhà góp vốn cho một ý tưởng. Đấy, mình hãy hình dung vậy. Tránh từ mua bán, chúng ta nhắc đi nhắc lại, chúng ta tránh từ mua bán để gây hiểu lầm cho nhiều người. Là chúng ta, vì chúng ta chưa lên sàn chứng khoán, chúng ta không mua bán cổ phiếu ở đây cả. Chúng ta không chào bán chứng khoán, mua bán cổ phiếu, mà chúng ta thấy một ý tưởng hay như của chủ tịch Zelensky. Cá nhân tôi thấy một ý tưởng của chủ tịch hay, tôi ủng hộ cho chủ tịch để đưa ý tưởng đó nhanh ra cuộc sống để giúp cho cái mai sau với cuộc sống của chúng ta nó tốt đẹp hơn. Và đó cũng là một cái phần là sứ mệnh của Skyway. Đấy, chúng ta thấy rằng là tầm nhìn và sứ mệnh của Skyway là như vậy. Tầm nhìn của Skyway là có một cái tầm nhìn hàng trăm năm, thậm chí là nhiều hơn thế. Tại sao vậy? Vì ở đây là với cái triết lý của Skyway, với cái câu slogan của tập đoàn là xây Skyway giải cứu hành tinh. Như vậy là cái tầm nhìn của Skyway nó hàng trăm năm. Vì các bạn biết là vấn đề về môi trường là một trong những vấn đề hết sức là quan trọng. Các cái quốc gia người ta hiện nay người ta bắt đầu thấy được cái tác động về môi trường rất là lớn với con người, với cuộc sống. Như vậy mà với tập đoàn đã nhìn trước được cái vấn đề về môi trường, mà chỉ có chúng ta là con người phải thay đổi những cái suy nghĩ về môi trường, chúng ta phải sống hòa mình với môi trường. Chúng ta thay đổi cái phương thức, cái phương tiện giao thông giúp cho môi trường nó cải thiện tốt hơn bằng những cái phương tiện truyền thống. Nó theo thống kê nhé, không phải mình nói mà theo thống kê, hơn 70% thì các khí thải gây ô nhiễm môi trường từ các cái động cơ đốt trong cũng như là các cái khí thải công nghiệp ảnh hưởng rất lớn. Và cũng chứng minh một điều rằng khi mà dịch bệnh, các bạn thấy hạn chế các phương tiện đi lại trong cái thời gian năm 20 đấy, có khi mà giãn cách xã hội, các bạn thấy bầu không khí trở lại trong lành. Nhiều nơi mà chúng ta thấy có một cái bầu không khí hoàn toàn trong lành, mà nó đang hàn gắn lại những cái vết thủng ở tầng ozone, cái thủng ấy, khi mà không còn những cái khí thải độc hại nữa. Như vậy với tầm nhìn của The Way, với sứ mệnh của The Way là giải cứu hành tinh, và tầm nhìn trên 100 năm, tức là hàng thế kỷ, đã đi trước, đã nhìn thấy trước cái hiểm họa về môi trường đối với con người. Hiểm họa rất là khó lường đấy khi mà biến đổi khí hậu xảy ra. Như vậy Skyway đi đúng vào một cái tầm nhìn của
cả một thế kỷ, một cái tầm nhìn lớn gọi là sứ mệnh luôn để giải cứu hành tinh. Vì là khi mà ông Sway ra đời ấy, thì các bạn thấy tất cả những cái yếu tố mà chúng ta thường hay nói với nhau ấy, về không phải chỉ chúng ta phải nhìn với một vấn đề đi lại đâu, chúng ta giải quyết được vấn đề từ ăn ở đi lại đúng không ạ, ăn ở làm sao và đi lại như thế nào. Thì ăn ở thì chúng ta thấy rồi, giải quyết những cái cho cái cuộc sống của con người chúng ta ở trong một cái môi trường trong lành hơn bằng những cái công nghệ như là thành phố tuyến tính đúng không ạ, một trong những cái thành phố thông minh, giao thông thông minh ở trong đó, rồi có áp dụng những cái khoa học của Segway như là mùn sinh học, nó cải thiện cái đất đai đấy, nó không có những cái yếu tố về hóa học, rất là tự nhiên, tạo cho những cái nguồn dinh dưỡng thực phẩm của chúng ta ấy, dùng hàng ngày ấy, trong sạch, rồi không khí trong lành. Đấy là trong những cái cuộc sống của chúng ta như vậy. Chúng ta hình dung là một cái cuộc sống là đô thị tuyến tính, thành phố tuyến tính ấy, không có khói bụi đúng không ạ, không phi carbon đấy. Như trong một cái phóng sự VTV có đưa về thành phố The Lyceum đấy, một thành phố mà phi carbon đấy, không có khói bụi, không có ô tô đấy, các bạn thấy không ạ, không có ô tô thì chúng ta đi bằng cái gì ạ? Chúng ta là một hệ thống giao thông cấp 2 chạy trên cao, đó là công nghệ Segway chúng ta, nó không sử dụng bằng những cái động cơ đốt trong như các cái phương tiện hiện nay. Thế thì có phải nó giải quyết được vấn đề về ô nhiễm môi trường không ạ? Đấy cũng là cái tầm nhìn về môi trường, tầm nhìn của tập đoàn là về giải quyết vấn đề về môi trường là quan trọng, mà các quốc gia người ta đang mong muốn giải quyết những vấn đề đấy rất lớn. Và các bạn cũng chắc cũng tìm hiểu những thông tin là có những cái đất nước đến năm 2030 như là châu Âu, người ta hạn chế các phương tiện chạy bằng xăng dầu đúng không ạ, đó là những cái động cơ đốt trong, người ta đã hạn chế dần rồi. Và hiện nay một trong những cái ngành công nghiệp mà về ô tô đang rất là phát triển là người ta đang cạnh tranh nhau về vấn đề là ra những sản phẩm về động cơ điện. Một trong những ô tô đi đầu là hãng Tesla đúng không ạ? Sau đó là những cái hãng khác, người ta bắt đầu người ta thấy được cái tiềm năng của cái động cơ điện trong tương lai, cũng phù hợp với xu thế là thế giới đang giảm thiểu dần những cái động cơ đốt trong. Thì động cơ điện dần dần lên ngôi và người ta đi đúng xu thế. Và ngay cả trong nước thôi, các bạn biết là tập đoàn ô tô VinFast đúng không ạ, cũng đã sản xuất ra được những cái ô tô điện rồi. Và người ta đang hướng cái tập đoàn họ còn niêm yết trên sàn Nasdaq của Mỹ. Đó là cái điều là Đúng rồi. đấy, đã là xu thế rồi thì người nào nhìn thấy thế giới có xu thế đi về đâu, chúng ta đi trước đến đó. Vì tập đoàn nhìn thấy xu thế thế giới là đó là vấn đề về ô nhiễm môi trường, vấn đề về giải quyết tắc nghẽn giao thông trong các đô thị, vấn đề giúp cho con người sống trong một cái cuộc sống có không khí trong lành hơn ở các thành phố thông minh, tích hợp ở trong đó những cái gì là nó thông minh nhất, nó công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo vào đó, ở trong ngôi nhà thông minh, rồi trí tuệ nhân tạo vào những cái phương tiện di chuyển, rồi các cái phương tiện thông minh trong đó, chúng ta thay đổi cái cuộc sống ở trong một cái đô thị. Các cái đô thị thì hàng ngày hàng giờ thì về hạ tầng giao thông thì chắc chắn là nó sẽ không thể là mở rộng ra được nữa rồi, vì nó là cái quỹ đất nó hạn hẹp. Nhưng mà các phương tiện các bạn thấy không ạ, các phương tiện cá nhân ấy, thì có bao giờ nó hạn chế đâu. Các thành phố lớn thì càng ngày càng thấy nhiều các cái ô tô cá nhân hơn rồi, chưa kể như ở Việt Nam mình phương tiện xe máy cũng rất là nhiều đấy. Thì hạ tầng thì không thể phình ra được, quỹ đất có hạn không phình ra được. Như vậy là giải pháp gì? Giải pháp chỉ có một cái là ta có một cái hệ thống giao thông cấp 2 đi trên cao, như vậy hạn chế được cái khói bụi do cái các động cơ đốt trong, chúng ta đang sử dụng bằng động cơ điện, mà năng lượng điện mặt trời, năng lượng điện tái tạo. Đấy cũng là tầm nhìn của tập đoàn và sứ mệnh chung của tập đoàn là đấy, chúng ta nhìn vào câu slogan chúng ta biết là Save Segway, giải cứu hành tinh. Đây không phải là một câu slogan sáo rỗng đâu, nó có đầy đủ triết lý trong đó. Theo anh nghĩ là đầy đủ triết lý trong đó. Triết lý thì các bạn thấy rồi, chúng ta đang thực hiện dần những cái toàn cái công nghệ trong một cái hệ sinh thái, cái gì nó gắn với môi trường ấy. Như các bạn thấy không ạ, về mùn sinh học thì sao ạ, mùn sinh học cũng là không đưa những cái chất tồn dư hóa học vào cái đất đai mà lại sử dụng mùn rất là hữu cơ đúng không? Những cái sản phẩm hữu cơ chúng ta dùng rất là sạch đấy, nó quay lại tự nhiên dần dần, nó khôi phục lại những cái đất đai, cải thiện đất đai ở khu vực đó. Thế thì phương tiện vận chuyển rồi, thấy rồi, không dùng những cái động cơ đốt trong, dùng năng lượng điện, năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo rất là sạch, trí tuệ nhân tạo vào đó, nó không gây ra những cái tai nạn giao thông, tự vận hành. Đấy nó cũng là một cái tầm nhìn. Và sứ mệnh đấy là sứ mệnh về môi trường rồi đấy, từ các cái sản phẩm đều liên quan đến môi trường, The Payway đúng không em,
Huawei là cũng đưa những cái ngành công nghiệp nặng ra khỏi trái đất, tầm nhìn lớn và sứ mệnh rất là lớn. Như vậy chúng ta nói một điều rằng với Huawei có tầm nhìn hàng trăm năm và bây giờ chúng ta đang đi đầu một xu thế, đang đặt những cái viên gạch đầu tiên cho cả một hạ tầng về giao thông, cơ sở hạ tầng nhé các bạn nhé, không phải chỉ riêng một cái phương thức vận tải đâu mà cả một hạ tầng giao thông, từ những cấu trúc dẫn đường cho đến những phương tiện vận chuyển, đấy là cả một hạ tầng giao thông, sau đó đều phù hợp với cảnh quan xung quanh, môi trường xung quanh, tất cả nó đều giúp cho cuộc sống chúng ta tốt đẹp hơn. Đấy tầm nhìn rất là dài mà tầm nhìn đúng xu thế của thế giới đang hướng tới. Như vậy chúng ta thấy tầm nhìn xa như vậy thì thử hỏi rằng là với sự phát triển của Sway lớn mạnh như vậy, sau này về tương lai ấy, đi đúng xu thế như vậy thì các bạn nắm giữ cổ phần của Sway mà lại đi lâu dài như vậy thì các bạn thấy lợi nhuận nó có dài không ạ? Nó phải kéo theo chứ ạ. Đi Đương đầu nhiên một rồi. đó, đi đầu một xu thế mà chúng ta lại đang là đặt những viên Thì gạch đầu sao? tiên. Chúng ta đang đi cùng với tập đoàn là chúng ta đang dõi theo đúng cái tầm nhìn của tập đoàn ấy, tầm nhìn của chúng ta cũng hàng trăm năm. Có những cái tầm nhìn chỉ 5 10 năm thôi. Đấy, chúng ta đang là nhà cổ đông tài trợ góp vốn cho Sway là chúng ta đang thấy một cái tầm nhìn, một cái sứ mệnh lớn với Sway là chúng ta đang cũng cùng với một cái tầm nhìn hàng trăm năm đấy ạ. À. Các bạn lên chúc mừng chúng ta đi ạ. À. Đó. Ok em. Em thấy rất là đầy đủ, rất là đầy đủ. Thực ra là trong cái lúc mà anh chưa trả lời xong thì em nghĩ rằng là à mình muốn bổ sung cái này, à mình muốn bổ sung cái kia. Thế nhưng mà sau khi mà nghe hết câu trả lời của anh thì em nghĩ là ôi đầy đủ rồi và mình cũng không cần bổ sung gì nữa. Thì em nghĩ đây là một câu trả lời rất rất là ok, rất là hoàn hảo. Thế thì em thì em thấy tập đoàn mình thì gần như là họ có nắm rất là nhiều những cái chìa khóa thành công, giống như là cái việc là thiên thời địa lợi nhân hòa thì đã tập trung vào Skyway rất là nhiều, tập trung vào Skyway rất là nhiều. Anh chị em phải tìm hiểu và phân tích cơ, tìm hiểu và phân tích nhiều thì chúng ta mới thấy được cái sự phát triển của ông Skyway. Chứ còn nếu mà trong tay còn chưa có cái tí cổ phần nào ấy thì làm sao hiểu được về tập đoàn của người ta, Đúng. đúng không ạ? Trong tay mà chưa cổ phần thì chắc chắn một điều là chưa hiểu hết về những cái thông tin liên quan đến Skyway đâu. Nên là anh chị Như là em ạ. giống như là bạn đang đứng trước một ngôi nhà ấy, bạn chỉ nhìn thấy mặt tiền về kiến trúc của nó thôi. Bạn đứng trước một ngôi nhà bạn chỉ thấy mặt tiền kiến trúc nhưng mà bạn không hiểu bên trong đó nó có bao nhiêu phòng ngủ, bao nhiêu phòng khách rộng bao nhiêu hay là kết cấu trong đó như nào, người ta không hiểu được. Giống như mà ai mà chưa nắm giữ cổ phần một cổ phần nào Sway mà đứng ngoài chỉ gọi là đứng ngắm ngắm bên ngoài ấy. Giống như là nhìn thấy mặt tiền của một ngôi nhà mà thôi, người ta không hiểu bản chất bên trong nó là cái gì, anh nghĩ là như vậy. Thế thì với anh là cái tầm nhìn sứ mệnh của Sway như vậy, thế còn với các cổ đông thì theo em thì cái tầm nhìn của các cổ đông như thế nào, so Đối với với em thì em nghĩ thời gian này thì các cổ đông chúng ta mong muốn cái điều gì và cái tầm nhìn của chúng ta như thế nào trong cái thời gian này đấy, anh nghĩ là chúng ta nên định hướng một chút cái tầm nhìn của chúng ta, tại vì ở đâu đó thì cũng có một chút cái lơ là những cái gọi là cái tâm lý đấy, cái tâm lý là Sway sao lâu thế đúng không, sao lâu thế, giờ phút này thế nọ thế kia, thế thì chúng ta nên có một cái định hướng như thế nào về cái tầm nhìn của tập đoàn như vậy, thì tầm nhìn chúng ta ra làm sao. anh xem còn nghe tới Linh nói không ạ? Nghe rõ em. À vâng, ok. cứ lúc like thì là sẽ có rất là nhiều người gọi đến. À À, đúng rồi. thế thì theo là như này, cổ đông thì không phải là ai cũng có tầm nhìn giống như anh, và đương nhiên chúng ta đều mong là cái khoản đầu tư của chúng ta thực sự là nó sẽ có cái lợi nhuận ngay từ lúc chúng ta đầu tư, đúng không ạ? Chúng ta đương nhiên rồi, rất là thu tiền thì chúng ta sẽ mong muốn là chúng ta có lợi nhuận luôn. Nhưng chúng ta phải hiểu một điều rằng là thứ nhất là tập đoàn của chúng ta đang càng ngày càng phát triển, thể hiện một điều rằng anh chị em đã đầu tư đúng nơi đúng chỗ, và cái lượng tiền mà chúng ta đầu tư vào tập đoàn thì được dùng đúng mục đích. Dùng đúng mục đích thì mới phát triển được chứ, đúng không anh? Dùng không đúng mục đích thì làm sao mà phát triển được, làm sao mà xây được khu thử nghiệm,
năm sao mà thuê được nhân công, đúng không? Đấy, đầu tiên là cái vấn đề như thế đã. Cái vấn đề thứ hai là nhìn vào cái tình hình kinh tế thị trường hiện nay ấy, thì anh chị em cũng phải xác định được rằng là mình muốn lên sàn mà mình muốn được cái giá trị cao ấy, thì mình cũng phải lệ thuộc vào nền kinh tế, mình lệ thuộc vào nền kinh tế chứ không phải là mình kiểu như là mình mặc kệ mọi thứ ấy. Mặc kệ mọi thứ thì mình vẫn buộc lòng là phải tôi phải có cổ tức luôn, tôi phải có cổ tức luôn và phải có lợi nhuận luôn, đúng không? Đấy, thế thì tầm nhìn của chúng ta nên nên mở rộng ra, tầm nhìn của chúng ta nên mở rộng ra và chúng ta nên hiểu được rằng là à, chúng ta đang đi cùng cái sự phát triển của nó, chúng ta đang đầu tư sớm và chúng ta nắm giữ cổ phần một cách lâu dài. Linh, đây là lời khuyên của Linh, là Linh khuyên anh chị nắm giữ cổ phần của Skyway lâu dài, bởi vì đây nó là tài sản và càng để lâu nó càng tăng giá. Giống như anh chị có một cái miếng đất, anh chị càng để lâu nó càng lên giá. Đấy, càng để lâu nó càng lên giá. Anh chị thử hỏi những người mà người ta đầu tư đất từ nhiều năm trước ấy, xem bây giờ cái miếng đất giá trị của nó có cao hay không. Thì đối với cổ phần doanh nghiệp nó cũng như thế, nó sẽ lên nhưng mà nó sẽ cần thời gian chứ không phải là nó ngay lập tức nó lên vài nghìn đô cho anh chị luôn, nó cướp được ra tiền như thế, đúng không ạ? Đấy, vì mình làm ăn thật, mình kinh doanh thật, thế nên là mình phải nhìn vào cái thực tế thật để mà mình nhận định và mình xác định lại cái tầm nhìn của mình. Đấy, mình biết được rằng à, mình đang đầu tư cái gì và cần thời gian là như thế nào, chứ đừng kêu nó lâu người ta cười cho. Mình là nhà đầu tư, mình cần phải bổ sung kiến thức và bổ sung nhiều những cái nhiều lắm, kiến thức, kinh nghiệm, thông Lì tin về nền kinh tế thị trường, độ lì lợm nữa, tư duy, đúng, tư duy và độ vâng, lì độ lì lợm, lợm. vâng, đấy, thì là mình mới vững vàng trước cái khoản đầu tư của mình được. Chứ đừng anh chị em cứ ngồi đấy xong rồi là mơ mộng viển vông, ngày mai lên sàn, ngày kia lên sàn, thì mình càng mơ mộng như thế thì mình càng vỡ mộng thôi. Nhưng mình phải nhìn vào thực tế, nhìn vào thực tế, cái sự phát triển nó cũng phải cần đến 3 năm, 5 năm thì nó mới phát triển tốt lên, thì nó mới phát triển nhiều và nó mới có thể là đem lại cái giá trị, cái sức bật về kinh tế của chúng ta. Thế chúng ta thử hỏi là bản thân chúng ta có làm gì để mà nó bật từ một khoản tiền nhỏ lên một khoản tiền lớn trong vòng một vài tháng được hay không? Chúng ta có làm được hay không? Mà chúng ta lại đi yêu cầu người khác là phải làm được như thế, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta cần phải cho người ta cái thời gian để người ta phát triển chứ. Công nghệ của người ta đã vượt trội rồi, công ty của người ta đã làm việc hiệu quả rồi, chủ tịch đã là người có tâm tầm tài rồi, công nghệ thì đã vượt trội số 1 đi đầu thị trường rồi, thì phải cho người ta một cái đó là cái thời gian để người ta xây dựng những tuyến đường thật. Chúng ta làm gì có phép màu đâu mà chúng ta biến một phát là ông đường Skyway ở khắp trên thế giới luôn, đúng không ạ? Chúng ta phải xây dựng chứ, chúng ta phải làm việc chứ, đúng không? Tại vì chúng ta cần phải có thời gian chứ, chúng ta đừng có hão huyền, chúng ta búng một phát, búng tay một phát này, dùng đũa thần vẫy một phát là nó thành đường luôn, chúng ta không làm được điều đấy đâu. Thì em khuyên là các cổ đông là nên bổ sung về cái tầm nhìn của mình và nên hiểu rõ về cái lĩnh vực mà mình đầu tư cũng như là cái khả năng mà nhân lợi nhuận là như thế nào, để mình hiểu được rằng là à, cái sự chờ đợi của mình ấy nó là một cái điều, nó là một cái sự chờ đợi xứng đáng, nó phải xứng đáng nhá, nó phải xứng đáng thì mới chờ đợi. Còn nếu như nó không xứng đáng ấy thì thôi dẹp. Mình là nhà đầu tư, mình bỏ tiền ra thì mình phải biết được tiền của mình nó có nhân được lên hay không, nó có nhân được lên hay không. Tôi bằng lòng tôi chờ đợi nhưng ông có nhân được tiền lên hay không, đấy mới là vấn đề, chứ không phải là cái vấn đề 3 năm, 5 năm, 10 năm đâu. Mà là cái vấn đề là ông có nhân được số tiền đấy lên nhiều hay không, ông có phát triển lâu dài hay không, hay là đưa cho ông này một ít tiền sau là ông cầm là chưa đầy 2 năm là mất, hoặc là mấy tháng đã mất rồi, đúng không anh? Đấy, mình phải biết được đâu là thực,
đâu là hư. Hết rồi Vâng, có anh một điều chúng ta khẳng định với nhau một điều đến giờ phút này ấy, thì đã là đầu tư giá trị thì chúng ta phải cần có thời gian, đó là điều hiển nhiên rồi. Trước kia thì chúng ta thường nói với nhau như vậy, không có một cái chuyện gì mà chúng ta vừa bỏ một chút số vốn nhỏ nhỏ mà nó bật lên một phát nó lớn mạnh như vậy được. Nó cần phải đưa dòng tiền chúng ta vào vận hành, vào đầy đủ, vào kinh doanh rồi ra lợi nhuận chúng ta mới có. Và tất cả chúng ta kết luận với nhau một câu rằng là anh vẫn rất là thích cái câu kết luận chủ tịch trong cái phỏng vấn là chúng ta cần phải kiên trì và thấu hiểu. Đấy là những câu chúng ta nên ngẫm. Chúng ta có thấu hiểu được về bản chất của cái khoản chúng ta đang đầu tư, chúng ta có thấu hiểu về tập đoàn đang làm những gì, chúng ta có thấu hiểu cái công việc chúng ta đang làm hay không, thì lúc đó chắc chắn một điều anh nghĩ rằng các bạn đây cũng vậy, chắc chắn sẽ có cái thời gian kiên trì với nó. Và cái đích chúng ta kiên trì ở đây là kiên trì đúng đắn đấy, đúng như em Linh nói, kiên trì đúng đắn. Chúng ta nhìn thấy cái kết quả, cái đích sau này nó bật kinh tế lên cho chúng ta như thế nào, nó nhân lên bao nhiêu lần, đó là cái điều chúng ta hoàn toàn xứng đáng thôi, chúng ta chờ đợi. Vâng, thì đừng có ai nghĩ rằng là chúng ta có thể là nghĩ một cái cách mà có nhiều người nghĩ là tiêu cực là vài chục năm nữa đi, cái điều đó thì chúng ta không không đến cái thời gian vậy đâu các bạn ạ. Chúng ta thì cũng sẽ sớm thôi, cái gì đến nó khác đến, và chúng ta luôn luôn suy nghĩ một cách tích cực, luôn luôn suy nghĩ một cách khách quan, đánh giá đúng cái lộ trình phát triển tập đoàn thì chúng ta luôn luôn tin tưởng vào cái khoản đầu tư của mình. Vâng, thì đó là những tất cả những cái nội dung gì mà hôm nay Ngọc Bình đã đến làm khách mời bên trường em Gia Linh, thì chúng mình đã cung cấp cho các bạn những cái thông tin quay quanh vấn đề là dịch Covid hiện nay nó đang diễn biến ra như thế nào và chúng ta cần thay đổi cái gì trong cái để chúng ta có thêm cái thu nhập. Để chúng ta có thêm thu nhập. Và các cổ đông của tập đoàn The Way chúng ta, nếu mà các bạn mà xác định cho mình một cái công việc nó nghiêm túc để có thu nhập cho các bạn thì hãy làm chương trình đối tác đi. Chúng ta phải tự hào chúng ta đang làm đối tác với tập đoàn, đang được hợp tác với ngài chủ tịch. À, một người dành cả cái cuộc đời để cống hiến cho công nghệ này. Như vậy chúng ta không có lý do gì mà chúng ta không tự tin chia sẻ, tự tin là đối tác để hợp tác với tập đoàn để chia sẻ cơ hội này, mang cái giá trị của cổ phần The Way đến, đó là mang cái tài sản đến nhiều người hơn, và chúng ta cũng giúp chính bản thân chúng ta có những cái thu nhập trong mùa dịch. Đấy là cái điều đó, và chúng ta đã thấy được cái tầm nhìn và sứ mệnh của tập đoàn ra làm sao. Và song song với tầm nhìn và sứ mệnh tập đoàn đấy thì chúng ta hãy đánh giá lại cái tầm nhìn của chúng ta. Đừng ngồi đây để chúng ta hỏi rằng là khi nào IPO, khi nào có cổ tức, và chúng ta hãy có tầm nhìn xa ra và chúng ta hãy đồng hành với tập đoàn. Đấy là điều mình mong muốn là như vậy. À, vâng, em muốn bổ sung anh Bình một câu, đó là nhiều người cứ hỏi là khi nào IPO, khi nào ai có cổ tức ấy, thì cái câu trả lời cho chúng ta là như này: khi nào có lợi nhuận thì khi đấy có cổ tức, và khi nào đủ trưởng thành thì khi đấy IPO. Thế thôi, nó hiểu một cách đơn giản là như thế thôi. Đúng Vì không? Đúng rồi. chúng ta thấy không, chúng ta đang đầu tư một công ty mà nó là công ty nó đi lên từ con số không, thì chúng ta phải hiểu rằng nó làm ăn nó có lãi nó mới có cổ tức, nó trưởng Đúng. thành rồi thì nó mới IPO, đúng không ạ? Đơn giản như thế Và nó thôi. IPO rồi thì lúc đó chúng ta mới thấy được cái giá trị thực sự và cái khoản đầu tư của chúng ta nó đúng đắn như thế nào. Và lúc nó Vâng. IPO rồi mà cả thế giới biết rồi thì lúc đấy mới thấy những người mà đứng ngoài cuộc với The Way sẽ hối tiếc ra làm sao. Đúng không? Vâng. Đấy là cái câu chuyện là như vậy. Rồi các em, thì các nội dung của chúng Dạ. ta cũng đã cùng nhau trao đổi với các anh chị em, với cổ đông. Thì anh nghĩ là cái thời lượng livestream nó cũng tương đối dài. À, và các bạn hãy nhớ rằng là anh em mình có cái kế hoạch là vào mỗi buổi tối thứ sáu thì chúng ta sẽ đến với nhau những cái câu chuyện với The Way và trả lời các cái câu hỏi của các bạn. Và tất cả các anh chị em mà đang theo dõi livestream cũng như là những người đang tìm hiểu về tập đoàn The Way và mỗi cơ hội đầu tư như The Way thì các bạn có thể là đặt ra những câu hỏi để chúng mình tổng hợp vào trong vào buổi tối thứ sáu tuần kế tiếp, và thường xuyên trong các buổi tối thứ sáu là như vậy, để giúp cho anh chị em sao hiểu một cái nhìn tổng thể thấu đáo nhất về tập đoàn chúng ta, về dự án của chúng ta đang tham gia tài trợ góp vốn, chúng ta tự tin hơn với khoản đầu tư của mình. Và giống như câu slogan của em Gia Linh nói, chúng ta không vẽ cho nhau một tương lai màu hồng mà chúng ta chỉ cho thấy điều thực tế. Và mình và em Gia Linh sẽ nỗ lực hơn để giúp cho các bạn thấy những điều thực tế về tập đoàn. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích. Và một trong những cái thành công của anh em chúng mình trong các buổi live là tất cả các cái anh chị em rất là tham gia nhiệt tình comment và có những cái bình luận, những câu hỏi mặc dù là có thể là
có những câu hỏi nó khác, nhưng mà nó cũng là một cái đóng góp rất là lớn để chúng ta cùng nhau phải mổ xẻ phân tích nó ra để chúng ta hiểu hết được vấn đề, hiểu hết được bản chất của dự án chúng ta đang đầu tư là gì. Vâng, đó là cái điều mà chúng mình nghĩ rằng nó cũng cung cấp cho quý vị bạn cũng tương đối đầy đủ trong buổi tối nay ngày hôm nay. Và cảm ơn em Gia Linh, Dạ. một buổi tối thứ sáu. Mặc dù hôm nay là thời tiết nó cũng rất là nóng đấy, trên này rất là nóng bức, nhưng mà vào với những cái buổi live với em Gia Linh mà những cái câu hỏi mang cái tính chất nó cũng ngang ngửa, nó xoáy ngang cỡ của mình, cũng thấy nó cảm thấy nóng hơn rồi. Vâng, nhưng mà rất là thú vị, cảm ơn em. Chúc em có nhiều sức khỏe và cung cấp đến nhiều thông tin thật bổ ích, chuẩn nguồn và giúp cho các nhà đầu tư sở hữu nhiều cổ phần sở quay. Dạ vâng, em cảm ơn anh Bình đã nhận lời mời tham gia livestream của em và đã đồng ý trả lời những câu hỏi khó mà ngay cả bản thân Linh cũng chưa trả lời xuất sắc được. Cảm ơn sự tham gia của anh Bình và hẹn gặp lại anh Bình vào thứ sáu hàng tuần. Thì anh chị em hãy cùng Linh lựa chọn những câu hỏi thật là hóc búa để chúng ta có thể dành cho anh Bình vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần nha anh chị em nhé. Ok. Thế thì là thời lượng livestream khá là dài rồi và Linh cũng sẽ kết thúc livestream ở đây. Hẹn gặp lại anh Bình và tất cả anh chị em vào những buổi tối kế tiếp cùng những thông tin nhanh nhất, mới nhất được cập nhật từ phía tập đoàn Skyway. Xin chúc anh Bình và toàn bộ tất cả anh chị em càng ngày càng vui vẻ, hạnh phúc, càng ngày càng nhiều tiền, nhiều tài sản và càng ngày càng sở hữu nhiều cổ phần, nhiều triệu cổ phần của tập đoàn Skyway. Xin chúc Vâng. cho chúng ta thì sẽ càng ngày càng thành công, nhanh chóng thành công, nhanh chóng có cổ tức. Để chúng ta bớt hỏi là bao giờ có cổ tức, bao giờ IPO. Ok, và Ok, cũng một lần nữa cảm ơn là anh Bình. chúc cho các cổ đông đã nắm giữ cổ phần The Way thì càng ngày càng đẹp trai hơn, càng ngày càng xinh gái hơn. Đặc biệt là các anh là cổ đông The Way càng ngày càng phải đẹp trai giống như mình. Độ đẹp trai nó tăng dần. Vâng. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Và nhường sân Ờ, khấu chính xin này cho chào và hẹn gặp lại anh chị Linh. em. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn tất cả anh chị em của đông.